Những đức nói thiệt chứ. Riêng bản thân những đức là thật sự là không sợ chết rồi đó. Hiểu rồi. Thật sự vì hiểu vì sẽ không sợ chết. Quý vị sẽ sống một ngày nay nè, vì sống có ý nghĩa nè. Thấy không? Mà thường nhắc cái chết, bản thân mình hiền. Hiền chứ làm sao? Bây giờ quý vị nghĩ đi, bây giờ mình chết mình không giữ được với ai. Lúc bình thường gì ai nói tới mình cái miệng lia lịa chứ lách chết. Ai càng động đậy cái chồng mà nói la gì cái đúng không? Đó. Chỉnh hai cái lo hai bên cho lớn lên chút thôi. Nặng quá. Nên từ nơi đó mà mỗi người mình nó lúc á bình thường gì nói tới một cái là dữ dằn lắm. Nên trong chùa mình những đức ưa bố trí cho người đi tắm người chết. Đi tu tu chứ nhiều bà cũng dữ lắm. Cho tắm người chết giết hiền luôn. Thấy người ta chết quý vị. Có nhiều người mà bụng bự thiệt là to. Thì hộ niệm hai mươi mấy tiếng vì nghĩ thì sao? Cảm giác đi. Có niệm Phật nó đỡ một chút. Nếu không nó xì đầu này, nó xì đầu nọ. À, trong đó không biết cái gì, trong đó nó xì ra cho mà thấy. Hiểu được những nguyên lý này rồi, thì quý vị sẽ thấy rằng là cái chết đến với mình nó bất tử lắm. Bản thân chúng ta nó hiền bớt lại. Hiền lại. Mình cũng không muốn dùng cái miệng này để mà mình nói cái này người kia chi cho nó mệt. Hiểu không? Đó. Nên hiểu rồi thì tự nhiên chắc chắn quý vị sẽ hiền mà dùng cái miệng niệm Phật. Hôm qua nhà Đức vừa gặp cái bà kia kìa. Cái miệng méo sợm. Bà lỡ bà gặp nhà Đức bà nói: "Dạ chào thầy. Thầy khỏe không thầy?" Xong rồi Nhân Đức nói: "Hả?" Nói chuyện qua lỡ một chút. Đức hỏi: "Ủa, cô bẩm sinh gì hay là mới đây bị gì?" Bà nói: "Dạ không giấu gì thầy. Con chữ chồng quá trời chữ." Tự nhiên cơn gió thổi ngang méo biển luôn thầy ơi. Thấy chưa? Kinh không? Chữ chồng quá trời luôn. Cơn gió thổi ngang méo miệng. Thấy chưa? Còn bây hổm như Đức gặp một cái chú nọ, gia đình dẫn đến. Ngồi cứ gì nè. Hỏi: "Ủa sao mà tự nhiên kỳ cục vậy?" "Thằng này nó hỗn lắm, chữ cha mắng mẹ sùm. Tự nhiên ngủ một đêm sáng nay tự nhiên nó ngồi đâu cũng làm nè." Những Đức nói chắc nó nhép môi niệm Phật. Khi Những Đức nói câu đó nó làm vậy nè. Tại đâu có nói được nó làm vậy nè. Những Đức nói chắc nó nhép môi niệm Phật. Nó nghe vậy nó làm. Ý nó là không có niệm. Xong Những Đức nói: nói nó niệm đó. Xong rồi không, nó niệm Phật, nó niệm Phật mà, nó niệm kìa.
chồng tứ cảnh á. Xong anh không chịu niệm Phật. Xong nhà Đức nói, tôi nói cho biết, tôi gặp mấy thằng gì rồi đó, 2 năm sau chết. Xong mắt làm nè, sợ xanh mặt xanh mày. Tôi nói niệm Phật là cho sống đó nghe chưa, chỉ cần tôi nói niệm Phật là im cái miệng lại. Tới thầy dữ quá quý vị, thầy hung dữ quá. Nó niệm Phật là để cứu mấy người đó. Mấy cái thằng tôi gặp gì nó chết hết trơn rồi đó, chết toàn là le lử không nữa. À, là cái miệng làm nè. Sao thường Nhật Đức nói, im cái miệng, tôi nói niệm Phật là im liền. Cứ niệm ai chứ đạo Phật nghe chưa, niệm là sống, niệm là khỏe nghe chưa, niệm. Gia đình nói công nhận thầy ghê thiệt. Nó là nó không sợ ai, nó không sợ ai, nó gặp tôi nó sợ tới mồ. Hiểu không? Nó, nên từ nơi đó vậy mà niệm luôn. Thì biết rằng gia đình hồi sáng mới nhắn tin lên nói tào gô cảm ơn thầy, bây giờ nó về nó ngồi đâu nó cũng sợ chết, nó niệm quá trời luôn. Nó thì thấy chưa, làm sao kệ người ta, miễn ta niệm Phật rồi thôi chứ. Nên mấy cái bà mà chữ chồng á, chữ cha mẹ chồng rồi, mấy bà nghĩ chữ đi nghe. Mấy bà mà chữ là coi chừng mấy bà méo miệng, mấy bà cho mấy bà biết. Đừng có nói chuyện giỡn chơi, méo đó, chữ quá mà. Chữ viết rồi gió nó thổi ngang đó. Dạ thầy cứu con cái thầy ơi. Thầy ơi cứu con cái thầy ơi thầy. Ờ cứu. Lên đi tôi cứu cho một cái. Quá hung dữ mà. Sống với chồng mà chửi chồng hổn, hung dữ, hồi hung dữ như bà chằn lửa. Mà chửi cha mẹ chồng nó hung dữ quá, méo cái miệng luôn. Nó thấy chưa? Rồi chửi cha mẹ ruột nó lắc luôn suốt, lắc. Ghê chưa? Nó tổn âm đức quý vị. Tổn âm đức, cẩn thận. Nghe không? Nên dùng cái miệng niệm Phật, đừng có chửi người ta nữa nghe mấy bà. Thí dụ như giờ con cái của mình thì mình nói nó không nghe, thôi niệm Phật, nói chi hoài à, nó hoài chi mệt, càng nói nó càng ghét mình, đừng nói nữa. Còn nhỏ xíu gì nó ngồi với mình vậy đó, lớn một chút nói nó không nghe, kênh với mình. Mà nhỏ nhỏ bây giờ nó cũng kênh rồi đó quý vị ơi. Nói tới nó cái làm nè. Nó còn nhỏ mình dẫn nó đi ngồi nghe Pháp, đủ lớn lên nó nói tôi không nghe. Làm gì nó? Thôi kệ gieo duyên đi. Lớn lên nó tu thôi kệ nó. Mình tu một mình dễ đi hơn. Nghe không? Có cái bà kia, bà đến chùa mình, bà nghe giảng Pháp, chồng về chửi suốt. Chửi bà suốt luôn. Ông chồng chửi bà này suốt luôn. Bà này phải nghe lời nếu bà có nhẵn bà niệm Phật suốt, bà không nói một tiếng gì. Chữ quá trời chữ luôn. Bà đang ngồi ăn cơm, ông lấy ông tay ông ký cái ký lên đầu, nhăn đầu bà. Bà ngóc đầu lên bà ăn nữa. Xong tiếp tục lỡ lấy cái tay nhăn cái đầu bà xuống ngồi cơm, mặt mày dính cơm lum la, bà dính lấy cơm bà kể cho đứa nghe. Bà lấy cơm dính cái mặt bà bỏ vô miệng mới ăn lại. Xong á, ông lấy nguyên dĩa ra muốn ông đổ xuống lấy chân đạp lên bắt ăn đi. Xong bà lấy tay bóc bà ăn. Nhịn hết luôn bà niệm Phật. Ghê không? Quý vị biết rằng tự nhiên ông đang đi ra sau hè quý vị. Tự ông dắp cái cây, ông đập đầu vô cái lu bể cái đầu. Rồi ông vô, cái đầu ông chảy máu, ông vô quýnh bà này nữa. Quýnh nữa, tại ông nói là tại tao chửi mày nên tao xui. Đó. Quý vị biết rằng ổng không có biết cái gì chứ mà
Ông vô ông quýnh bà này nữa. Bà này đang ăn cơm gì, ông bưng nguyên một tô canh, ông đổ lên đầu bà này. Bà này bà ngồi bà niệm Phật bình thường, niệm Phật bà nhịn hết luôn. Thấy kinh cho quý vị, nghe nhà Đức giảng mà nhịn vậy đó. Tối là ông ngủ, tối là ông ngủ quý vị, thì thấy có một cái ông đen thui thù lùi, không biết ông gì luôn, chắc ông đen, tại đen thui thù lùi, cái kêu ông đen đại chứ sao giờ. Thì vị biết rằng ông đang ngủ nửa đêm tôi làm nè, ông làm vậy đó, bóp họng ổng, và trong cái giấc mơ nói rằng mày mà ăn hiếp vợ mày nữa là tao bắt mày đi. Ghê không? Vì thấy quý vị nhẫn nhịn chưa? Nhẫn nhịn là có những cảnh giới khác đến xử lý. Vị nhớ trong cái cuộc đời này nghe, người ta hiền hậu mà bị ăn hiếp tao hoài, cái người ở bên ngoài đứng nhìn cũng ghét nữa, cũng ra tay xử lý vị nữa. Có không? Có, tao tức tao ghét. Nên là cảnh giới nào xử theo cảnh giới nấy à. Mình hiền mình cứ giữ cái hiền của mình đi. Nó có cảnh giới khác nó xử. Xanh mặt xanh mày. Tội từ đó tới về sau. Quý vị biết rằng đó nghe. Mà nói như vậy sao mà còn nói với thằng này một câu rằng phải đi lại sám hối vợ mày. Kinh không? Sợ chết quá mà ông này ông gì mà đen thui tù lùi. Kinh khủng quá mà ông bóp họng kiểu đó ai mà không sợ. Cuối cùng ra tội trời. Bà đang ngồi, ông quỳ xuống lại bà, xin sám hối, xin lỗi vợ. Từ hôm nay không dám vậy nữa. Nó. Ghê chưa? Mấy cái ông á mà ăn hiếp vợ coi chừng đó nghe. Ăn hiếp vợ quá, tôi phái ông thằng đen thùi lùi đến xử lý mấy ông. Cho mấy ông biết. Nên mấy cô Phật tử mà nghe nhà Đức giảng, lo niệm Phật siêng năng hiền hậu đi. Ổng mà mấy ổng mà ăn hiếp mấy bà cứ yên tâm, tôi phái mà ông thằng đen thui thùi lùi lợn xử lý cho mà biết. Hiểu không? Giống như có cái bà vô chùa kìa, bà chữ sùm hết chứ, vô chùa bà chữ sùm hết chứ, kênh với mấy thầy trong chùa sùm chứ. Tối là bà ngủ, tối là bà ngủ, quý vị biết rằng thấy liền, mà thấy liền. Cuối cùng gầy bóng một phát, xong bà chắp tay bà quỳ xuống bà lại, tự nhiên bà thầy nhìn thấy những đức đó thôi. À, sao mà gặp những đức bà sợ quá trời sao. Quý vị biết rằng người ta ở đây, người ta lo ở đây, nên từ nơi đó đó cái cảnh giới cũng phải xuất hiện mình để cho người ta nghe, người ta sợ chứ, đúng không? Cái mạng khi mà mình lo cho nhiều người, nó cũng phải có cái mạng gì chứ quý vị. Hồi xưa những đức ở trên tỉnh Thác Quan Âm mới vô quảng chúng quý vị, có cái bà hung dữ như chằn lửa, cái mặt bà thấy ghê lắm. Thầy ở trên còn ớn bà, mà anh tập thành 3-4 bà lượt nó tập trung thấy ghê, hung dữ thấy ghê, không ai dọn được hết trơn á. Xong những đức nói một tuần sau dọn. Bà nói đụng vô đi, đụng vô đi. Chủ trì còn không đụng tao được, mày đụng đi tao giết mày. Một tuần bà dọn, nói cho bà biết vậy đó. Câu vậy thôi. Kinh, tối lại. Bà ngủ. Tiêu diện, dẫn đi liền. Dẫn bà đi xuống với âm phủ. Chỉ vô cái chảo dầu bà coi ai giống kìa. Bà nhìn vô bà thấy bà nằm trong chảo dầu ở trong cái chợ. Xong, nghe lờ nghe trong cái tiếng đó mà bà kể lại. Bởi vì bà kể lại như đứa nghe nó là nghe lờ nghe mà vắng. Từ đó là sao, những đứa nói sao bà nghe vậy? Đây là 100% luôn, bà đó là dữ nhất không ai nói được luôn. Mà cuối cùng bị hiền khô tới bây giờ luôn. Không dám hó hé luôn. Sợ chứ sao? Trời ơi, đừng có nói chuyện vững chứ. Tao dẫn bao nhiêu con người mà vô đây kinh lạng hoạn. Ba phái thằng đen thui tôi luôn. Nên với bà kia, bà nói bà niệm Phật cho tốt đi, về hiền hậu đi, đàng hoàng đi, rồi sống chung thủy nghe. Hồi đó chưa biết tu lạng hoạn đâu, đi ra ngoài còn
kiếm xôi chè đồ ăn chơi. Có nhiều bà cũng lạng quạng lắm á, có chồng rồi mà cũng đi ăn xôi chè chơi lai rai. Từ hôm nay nghe tôi giảng rồi là bỏ tặc này, bà sống cho đàng hoàng đi. Ai mà đụng tới mấy bà lại có ông thằng đen thui thù lùi đến xử lý sao mà biết. Ờ, nó có rồi đó, thấy chưa, chuyện vẫn chưa. Cái bà lại ở đây rõ ràng luôn nè, rồi bao nhiêu chuyện bữa nay kể nhiều chuyện cho nghe. Lễ Vía Quan Âm mới xong ta cho thấy mà, hiểu không? Kể mấy chuyện cảm ứng cho vị nghe, đó là 100% vị hỏi mấy chú phòng đăng ký đi, phải không? À, ra mà hăm he mấy chú rồi thì ghê, cuối cùng tối lại xuất hiện liền, sáng mai quỳ lại sám hối sợ muốn chết, không dám luôn. À, không giỡn đâu nghe quý vị, phải vô đây phải lo niệm Phật, kênh kênh coi chừng. Thấy không, nên mấy cô đi rất là đông, chồng mà ăn hiếp rồi cứ A với Đà Phật, cứ niệm Phật đi, A với Đà Phật, như cái bà đã học với bà đó đi, đe đầu đe vô nồi cơm, cuối cùng mặt dính cơm, còn lấy cơm dính cái mặt ăn luôn. Vậy mà nó bưng nguyên dĩa cơm muống, nó đổ xuống lấy chân, nó đạp lên bắt ăn, bà bóc cơm muống ăn luôn, thử coi sao. Cũng sống bình thường, làm quá đáng quá mà cuối cùng te tua tả tơ luôn, chồng bây giờ lại bà luôn, sợ muốn chết. Bây giờ bà đi chùa, bà đang ngồi đây nè. Nói chuyện giỡn chơi, thấy không? Nó còn cái cô này nghe, bà đi chùa chồng bà cứ chửi, bà đuổi, đòi hâm đuổi hoài. Bà nói thôi bây giờ con á, con sống hết lương tâm con thôi. Bây giờ con từng chủ nhật con được đi chùa thôi, còn cả từng lễ con ở nhà con lo bao nhiêu chuyện, cứ chửi đuổi con hoài thôi kệ. Con đi chùa cứ con không có thể nào mà tiếp tục ở cái nhà mà có một buổi gì được nữa, con phải đi chùa. Cứ cuối cùng bà cứ đi hoài, đi về là tao đuổi mày, tao đuổi mày. Cứ đuổi gì mà bà cứ đi về nhà bình thường rồi, bà sống bình thường rồi cứ chửi bà hoài, chửi bà hoài, bà cứ đi chùa bà niệm Phật. Bà lại xong 3000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm xong, bà về thì ổng hỏi bà, bữa nay lại hết 3000 lại không? Ghê không? Tự nhiên qua phải kinh ngạc của ta, tự nhiên hỏi lại hết 3000 lại không? Có hồi hướng cho tao không? Thấy ngộ ghê chưa? Đó. Thấy cảm ứng ghê không? Quý vị thấy lạ chưa? Nó nên mình cứ chân thành đi, có cảm ứng à. Chân thành là bản thân mình đó, biết không? Chân thành là mình phải làm, chân thật mình làm đi có cảm ứng quý vị ơi. Quý vị thấy những đức 3000 lại, những đức chân thành thiệt mà, đâu phải những đức khỏe re gì đâu, mệt muốn chết luôn. Gắng cố gắng, đúng không? Thì cuộc đời này mình tu mình cũng cố gắng, chứ có ai nói mà tu mà gọi là lúc nào cũng suôn sẻ hết đâu. Con đường đi về với Phật á, con đường này cũng nhiều gai góc, thì đã đi thì phải chấp nhận gai góc thôi. Mình đi đến đâu có gai thì mình dọn từ từ, mình dọn khúc thì nó qua đường khúc, rồi gặp gai mình dọn nữa. Nhưng mà nhớ đã đi về con đường của Phật, muốn đi về thế giới của Phật thì không đơn giản. Nghe không? Quý vị coi phim Tây Du Ký thấy không? Bao nhiêu nạn mà cuối cùng còn một nạn nữa. Xong rồi, Phật tổ Như Lai đánh tay biết còn một nạn nữa. Hiểu không? Vậy mà cuối cùng rớt xuống để trả cho xong cái kiếp nạn đó thì mới thành chánh quả. Quý vị, mình đi đến cái cõi dương trần này á, dù là Phật Bồ Tát gì có đi đến đây thì cũng phải thể hiện như chúng sanh, cũng phải chịu kiếp nạn của nhiều đời nhiều kiếp mà đã từng gieo ở cái cõi này. Các ngài đến cái ngày trả, nên nói người đại tu hành có bị nhân quả hay không, nó mới trả lời lại là người đại tu hành không mê trong nhân quả. Hiểu không? Cũng phải bị người ta chửi, bị người ta chù dập, bị người ta hại te tua, nhưng mình vẫn tu hành, nó mà mình vui vẻ mình tu. Còn nếu cái người bình thường thì phải đấu đá lại, thì làm sao chúng ta về thế giới của Phật? Nên đã muốn về thế giới của Phật thì phải đi trong gai, gai lùng, gai cao,
đủ loại gai, nó chuyển biến là nhiều loại gai, để coi bản thân mình có kiên nhẫn đi trên con đường này không. Mà khi đi con đường này qua rồi, quý vị bước lên á, cái bước thiềm của Phật Bồ Tát, lúc đó quý vị mới thấy mình thiệt là hạnh phúc, đúng không? Vì lại 3.000 lại Bồ Tát Quán thì quý vị thấy cũng te tua tả tơ, có nhiều bà cũng bầm chân bầm cẳng, đúng không? Cái bà kia bà đi lại 3.000 lại xong, bà đâu đó đâu có lại, lỡ nghe Đức giảng bà lại quá trời lại, bà lại 3.000 lại, bà lại xong cái đầu gối bầm một cục vậy nè, sưng dù dù đen thui. Về thằng chồng nó nói, mày là cái thứ gì nè, mày đi 3-4 ngày nay xong tại sao đầu gối mày bầm? Mày ăn chơi gì mà kỳ cục vậy? Trời ơi, nó nghĩ ngược lại quý vị ơi, nó nghĩ cái bà này sao ăn chơi gì kỳ cục. Đàn ông thì đầu gối bầm nói gì mà mày đàn bà mà mày ăn chơi gì mà đầu gối mày bầm nâu hết chưa? Bà nói, dùng cái thứ gì đâu trời ơi trời, lại 3.000 lại Bồ Tát, lại gì mà lại, mày xưa gì mày có lại đâu, chơi gì mà kỳ cục vậy, đầu gói bầm nâu rồi. Ghê không, thì thấy chưa, sự khảo đảo chưa. Nó xong chạy lại đây gặp những Đức, những Đức nói nhịn, nhịn liền, nhịn, nhẫn đi con, hiểu không? Mới tu mà con tu dữ quá nên nó khảo đảo mạnh. Con về con nhẫn nghe, con lại, con lại ông, hiểu không? Ông cẩn thận coi chừng ông đen tìm ông. Ông đen thui lùi lùi tìm ông chết bồ luôn. Ông mà nghe qua những cái câu này nghe vui vui nhưng mà thật sự 100% đó. Nhớ nghe, vợ chồng á mà có người tu thì động viên cho người ta tu, hộ trì cho người ta tu, mình chưa tu được hộ trì cho người ta tu đi. Ai mà cản trở cái người tu hoài mà người đó vẫn nhẵn là tôi nói ông đen thùi lùi đến tìm. Chứ ngồi Tam Bảo nhớ nghe. Không biết ông đen thùi lùi là ai đó. Đúng không? Có xử lý rồi đó. Nó làm cho người ta sợ chứ không có giết ai chứ nghe. Để cho người ta biết được trong cái cảnh giới lục đạo vẫn có người trừng phạt mình đó. Phải nhớ người ta lo tu hành mà cản trở người ta hoài người ta không tu được làm sao? Chúng sanh phàm phu mà đâu phải như thời Đức Phật. Bây giờ họ đã chịu tu rồi thì phải hỗ trợ họ một tay. Chứ để mà cái tên phàm phu mà nó cứ cản trở hoài với cái thối tâm luôn. Đúng không? Đó. Nên người ta biết tu, người ta tu rồi thì nguyện Phật Bồ Tát gia hộ. Chúng sanh nó cõi này nó yếu lắm, gia hộ cho nó một chút. Chứ để nó tệ tả tên, tả tơ te tua hết trơn á, nó giết nó tu có nổi đâu trời ơi trời, thấy không? Gia hộ cho nó một chút xíu cho nó khỏe thì nó mới tu, thấy tu có cảm ứng. Chứ ngoài ra tu hoài mà thấy không thấy cái giống ôm gì chừng nữa, nghĩ tu luôn quý vị ơi. Chúng sanh nó vậy đó. Nói quý vị biết rằng như 3.000 lại Bồ Tát Quán Âm lại xong quý vị thấy không, phơ phớ thấy không, nhưng mới lại. Đúng quý vị, gặp mà lại 3.000 lại xong mà vài bữa sau bị thấy nhân đức. Thầy giờ chắc thầy sống qua khỏi con chăn này quá quý vị ơi, quý vị đuối dữ lắm rồi. Dùng hết công lực mười mấy năm tu lại 3.000 lại, giờ hơi tàn lực kiệt đi không nổi, đắp cái y mà đi qua đây mà chống cái gậy. Vậy mà tử tao thôi, tu vào cái này không dám tu đâu. Mà gặp ngoại đạo nó nhìn, ngoại đạo nó nhìn quý vị, nó mày thấy chưa, chết nó tu là nó chết sao mà sống nổi, thấy không? Nếu mà mình lại 3.000 lại xong mình phớ phớ vui quá trời, ai nói được mình gì, đúng quý vị? Thấy không? Đó phải vậy đó. Thấy chưa? Nào, giống hồi sáng gặp bà cô kia, bà gặp nhà Đức, bà mới nước ngoài vậy, bà gặp.
Có thiệt. Không biết, biết nhiều thầy lắm. Nhiều thầy nói chuyện ngọt, đến gần hơi ớn. Nhưng mà thầy nói chuyện giống đàn anh đàn chị quá. Vậy mà nghe thầy phái. Bởi vì cái gì nó cũng có cái độc quyền của nó. Thấy không quý vị? Gì phải có độc quyền chứ. Không? Chúng sanh bây giờ mà mình vuốt ve họ giết nó thấy lờn. Giết làm như nó không có đã ngứa. Hiểu chưa? Phải tăng căng đồ lên chút xíu đồ ha. Cái đô mạnh mạnh đồ. Chúng sanh diêm phù đề kiên cường khó giáo hóa. Nó đã là kiên cường khó giáo hóa mà mình nói ngọt nó không có nghe. Mày nói nhỏ nhẹ quá, thư sinh áo vải mày đặt nói tao đúng không? Thư sinh áo vải mà nói tao, nó đâu nghe. Thấy mình nói dữ quá mà mình làm thiệt sợ. Qua cái trận chiếu âm này nhiều cảm ứng lắm, thấy rõ ràng luôn, nhiều lắm. Bữa nào cũng có người đến. Hôm qua cũng có ông râu ghê bự, con bự gấp gửi mình, chỗ là trời bự thấy ghê, râu ghê râu bó hàm dài thòn vậy nè. Mình vừa gặp mình thấy mình cũng xanh xao, thấy ta bự quá cũng sợ. Quý vị ơi, không biết thằng này nó bự quá tiền mình làm gì. Đi vô càng vô nhà ăn, mấy cô mình lùng xịn. Mấy cô mình lùng lùng không, đứng mình nói chuyện là nhìn lên thì không nè. Thôi bước vô hỏi, tôi tìm thầy Đức. Mấy cô hỏi, có tìm cái gì không chú? Hôm nay tôi tìm thầy Đức. Dạ, chúc thầy xuống. Chúc là chừng nào? Chúc không biết chừng nào. Xanh mặt xanh mày bự con quá quý vị. Xong những đứa xuống ngồi cái chỗ ăn cơm, ổng ngồi tuốt đầu đằng kia ổng nhìn lại. Mấy cô lại nói, thầy cái ông râu ria đen thùi lùi, mặt thầy ghê quá, nói tìm thầy mà ổng dữ dằn lắm, không biết tìm thầy chi. Đứa nói tìm gì kệ ổng, ngồi ăn cơm bình thường. Xong lâu lâu mình quay nhìn ổng thấy ổng làm. Lâu mình quay mình nhìn ổng thấy ổng làm, ổng nhìn mình làm nè. Cái đầu này đâu kỳ cục cái trời. Tự nhiên lại chùa đá ông nghe ông thầy hoài bị gì. Nó thấy kỳ cục quá. Trong bụng mình nó hơi kệ, mình cứ giữ bình tĩnh. Nó làm gì được nhau, đúng không? Thì một chút, tự nhiên ông bước lại biết làm gì không quý vị? Quỳ xuống lại, cháu là thật. Tự nhiên đó. Kỳ cục ghê. Làm mặt thấy ghê mà lại quỳ lại. Hỏi chú đứng lên đi, có gì không chú? Dạ thưa thầy, ở nhà nghe thầy giảng vui quá, sửa đổi luôn lỗi lầm, cảm ơn thầy nên cho lại ba lại. Kinh khủng không? Quý vị thấy những cái buổi giảng đơn giản mà nó kinh khủng đi quý vị. Nó giúp người ta cởi mở tâm tư hết khổ đau quý vị ơi. Ta cảm ơn mình. Rồi xong rồi nhà Đức hỏi, tờ ơ nãy giờ ông vô cảm ơn mà sao nói chuyện hì hà. Nó chả con y gan thầy hồi xưa tới giờ, nói chuyện tiếng lớn lắm thầy ơi. Người sao nói tiếng vậy đó. Còn con ngồi đằng kia nãy con nhìn thầy, con đá lông nheo là con mừng cảm ơn thầy. Trời ơi, mừng cảm ơn mà. Mừng cảm ơn mà đá lông nheo thấy sợ. Tưởng đâu giang hồ tìm có. Trời ơi, ta ngồi từ xa mà, chứ ngoài thì dài thòn râu ria mà ngồi nhìn mình cứ làm nè. Ông đá lông nheo kiểu này chắc thôi, chắc xanh xao vàng giọt. Tôi bộ gan chứ tôi về phòng ngủ luôn. Đá này thấy ghê quá. Đá lông nheo mà mặt nghiêng vậy nè. Ghê quá. Xong nói, dạ thưa thầy, quý thầy quá, xin cho bắt tay một cái. Nói, tay tôi không phải dễ bắt. Hù võ lại. Nói, dạ thưa thầy, thầy gõ giùm con một cái. Vậy Đức nói, đưa cái đầu đây.
mấy người nhỏ nhỏ mình không gõ mà bự mình gõ chứ. Mấy cô nó ngồi xung quanh nó xanh mặt xanh mày hết. Mấy cô mình nó sợ chứ. Gái mà thấy ông thầy mình nhỏ con mà sao không gõ cái ông bự dữ cái chợ. Bự gặp lại kịch kịch chứ ghê. Xong đưa cái đầu như nó cứu một cốc. Cung cốc. Xong hỏi thầy chơi mạnh tay dữ thầy. Nói chuyện cái gan mình là ngộ thế kia. Nói thầy ơi, kêu tôi gõ cho nó mạnh. Tại ông bự con, đô ông mạnh, gõ mạnh. Gõ mạnh nó tốt nhiều. À vậy cảm ơn thầy. Quý vị ơi, những cái bài giảng gì nè quý vị mà sao nó chuyển hóa người ta quý vị ơi. Thì biết nó chuyển hóa ngay chỗ nào không? Cười. Ừ, ngay cái cười á. Thì cười nó chuyển quán hẳn quý vị ơi. Mà quán hẳn thì tăng nghiệp, mà cười thì tiêu nghiệp. Hiểu chưa? Giảng sao biết mà bị ngồi bị vui là nó chuyển nghiệp mất tiêu à. Thì sảng khoái lắm. À, chứ mà ngồi mấy kiểu mà mình giảng mà ngồi mà vì cái kiểu đó nghe gì giảng có hay cái nào hay bây giờ ở dưới ông nào bà nào cũng chịu thua luôn. Vì coi nhìn xuống thì có ai mà mặc vậy đâu, tôi rối đúng không đó. Ở thế giới cực lạc nó có cái vui theo cực lạc. Còn ở ta bà, mình phải cho người ta cái niềm vui giống ta bà. Đó. Các vị nhớ nghe, cái pháp vị của cực lạc và pháp vị của ta bà nó khác nhau. Tại vì sao? Vì cái cảnh giới của mình không có đạt được cái trình độ của pháp vị cực lạc. Nhớ nghe. Nên mình làm cho người ta vui theo cái kiểu của ta bà, nhưng mà mình đưa Phật pháp vào, tự nhiên người ta tiếp nhận Phật pháp. Nó cái ông râu ria đen thui mà tìm mình đó, thấy chưa? Nó ồ ồ lễ dưới Quan Âm mà cái ông đó mà đi sau lưng mình chắc đố dám ai ngó hé. Bự thấy ghê thiệt chậu trợ. Đi sau lưng mình thôi mà cao hơn mình cỡ cái cần cổ. Thì ông đi sau lưng mình thôi là cần cổ ông là ngang cái chớp đầu của mình. Thấy ghê chưa? Nó tướng gì bự thấy ghê. Mà ông nói với những đứa kia nè, dạ thưa thầy, thầy coi con bự con vậy chứ, vợ con ăn hiếp con lắm. Tập tôi chịu thua luôn. Cái thứ bự gì mà vợ ăn hiếp. Mà vợ ông bự không? Nó dạ vợ con có 1.5 m. Thôi là tao, vợ có 1.5 m mà ăn hiếp ổng đâu 1.7 m. Vì nghĩ đi. Thôi thôi tôi chịu thua bó tay luôn. Sao kỳ cục vậy trời. Vì thấy trong cái cõi đời này nó nhân quả thấy ghê không? Các vị biết rằng có những người đàn ông mà bước ra đường một cái là người ta xanh xao vàng dọn, người ta gặp ta sợ. Vì mà bước về nhà gặp con vợ xanh tay. Tay chân xanh ngắt hết chứ. Kỳ vậy đó quý vị ơi. Có nhiều cái mạng người đàn bà không đơn giản đâu quý vị. Nhìn mấy bà chân yếu tay mềm đồ vậy đó, nhưng mà mấy bà không đơn giản. Ồ, phụ nữ có gì có không tầm thường. Ồ, thấy rõ ràng luôn đó. Cái ông râu ria cao ráo thấy ghê mà ông nói ông sợ vợ ông. Mà từ khi mà nghe mình giảng pháp là bà vợ cũng hiền luôn, không ăn hiếp ông nữa. Ông nói mà vợ ông quýnh ông kịch liệt luôn mà. Nói sao ông quýnh lại không, con không dám. Không biết sao kỳ cục không dám. Mà bảo quýnh ông nhiều lắm, ông nói là bảo quýnh ông nhiều lắm. Mà ông không có dám quýnh lại. Mà từ khi nghe giảng tới bây giờ là tự nhiên bà vợ không đánh ông nữa. Nên ông cảm ơn mình. Thấy không? Nên quá giải cái nghiệp chướng đi quý vị ơi. Nên quá giải nghiệp chướng là hay nhất. Chứ bây giờ mà mang cái nghiệp chướng đó mà đánh qua đánh lỡ nhau thì đời đời kiếp kiếp thành quán thù. Thôi quá giải đi quý vị. Quá giải đi nghe. Chứ sao? Nó nên ai mà lanh đồ nói chuyện đồ
hung bạo được, thấy không? Rồi mưu mẹo, thủ đoạn được. Thôi quý vị ơi, mình nghe đạo rồi, đừng có cái tâm đó nữa. Có phước thì có phần, có phước thì có phần quý vị ơi. Cái mưu mẹo mà nó thành công được là do mình còn phước. Cho nó hết phước mình có mưu mẹo cỡ nào mình cũng được cái gì, hiểu không? Sao? Hiền là chắc ăn nhất. Nói rồi, mấy chục năm người dữ dằn đi đọa địa ngục, mấy chục năm người hiền hậu niệm Phật về cực lạc. Chọn đi, đúng quý vị? Nhìn Đức thấy hiền niệm Phật là hay nhất. Nó hiền cũng như cái lưỡi vậy đó, còn dữ như cái răng vậy, cắn lia mà cuối cùng cũng rụng trước người ta, thấy không? Những Đức nói rằng ba mươi mấy cái răng của chúng ta, nó có gãy hết chúng ta vẫn sống, nhưng lưỡi chúng ta chỉ cần đứt là chết, thấy không? Nên á, cái hung dữ nó không có tồn tại. Nó cũng như một cơn bão tố cuồng phong, tuy là nó ầm ầm nhưng mà phút chốc thì nó tan biến. Nó đâu có bằng một cái dòng sông im điềm, nó chảy mãi với thời gian, đúng quý vị? Đó. Đó. Cái người hung dữ á, có người ta nhắc mà ta nhắc cái tiếng xấu ác. Còn cái người hiền đức thì người ta cũng nhắc mà ta nhắc cái thiện lành. Mỗi lần ta nhắc tới người hiền đức thì tự nhiên sanh phước. Còn mỗi lần người ta nghĩ tới người ác là người ta chửi người ác là có tội. Bản thân mình cứ tội mãi vậy đó quý vị ơi. Thấy không? Nó nói là oan uổng cho người hung ác. Nào, oan uổng cho người hung ác. Tưởng đâu mình là hung dữ, bạo ngược là mình thành đạt sự nghiệp bậy. Oan uổng, đó là oan uổng. Oan uổng quý vị ơi. Hãy tin nhân quả đi. Thấy không? Tin nhân quả đi. Bây giờ chúng ta muốn về cực lạc, mình chịu thiệt được hết. Thấy không? Sống với người ta, ta bỏ mình để con nuôi chơi. Chứ sao? Bỏ mình nuôi con. Thấy không? Không bước thêm bước nữa gì hết. Sống vậy nuôi con đó. Dạy con đàng hoàng đi, móc bọc cũng nuôi con nữa. Chứ không lấy thằng nào nữa chứ. Thấy không? Khi chồng mắt coi cũng nhan sắc cũng còn được. Có thằng đến tìm, nói em, thấy không? Đến với anh đi cho tiền xài lấy ra. Này. Không? Ra nha, ra nha. Để tôi yên nghe chưa? Tí tôi móc bọc, nhưng mà tôi dùng công sức của tôi làm ra để nuôi con tôi được không? Đúng không? Bây giờ tôi lấy ông đem tiền ông đưa cho tôi nuôi con tôi, sau này con tôi coi tôi ra gì? Hiểu không? Đó. Mạnh dạng vậy đó nghe. Chứ đừng có gặp những cái trường hợp gì đến cái mình ấy. Thôi để cho yên đi mà. Để cho yên đi. Thôi làm phiền phức hoài. Nói kiểu đó thế nào cũng dính. Hiểu không? Nó dứt khoát. Để tôi yên. Tôi nuôi con tôi dù lụm bọc, dù đi làm ô xin, cũng từ cái đồng tay, cái đồng tiền của nó lột. Cái đồng tiền trong tay tôi làm cực khổ. Nuôi con tôi, sau này cỡ nào con tôi cũng hãnh diện. Mẹ tôi cực khổ, nhưng cũng là từ đồng tiền mồ hôi nước mắt cực khổ làm để nuôi tôi, dạy tôi đàng hoàng. Sau này nó có cái hậu gì sao ngon hơn. Hiểu không? Chứ đừng có đi cặp chồng ta. Cặp chồng ta đã quýnh lấy mồ mắc cỡ, con mình nó mắc cỡ lắm. Dù nó có tiền đi chăng nữa, nhưng mà lỡ vợ người ta lỡ người ta đánh mình, con mình nó mắc cỡ lắm. Như đứng dây trò mình làm con mình thấy cũng mắc cỡ, cũng ngại. Rồi con từ nơi đó mà con nó hư luôn quý vị ơi. Thấy mẹ mình vậy nó buồn quá, nó đi bụi đời luôn chứ làm sao. Nên mình làm cha làm mẹ người ta rồi, cái trách nhiệm của mình, dù người vợ người chồng có thiếu trách nhiệm, nhưng bản thân mình hãy duy trì trách nhiệm đi.
Đừng có nhìn người ta, hãy làm với cái bản thân mình làm được đi quý vị. Hiểu không? Có khi mà ví dụ như mẹ nó bỏ, bây giờ mình nuôi nó, mình đừng có nói mày á, nghe mày, mẹ mày đẻ mày ra, giờ bỏ cho tao nuôi, tao cực khổ gì. Đừng có nói câu đó, con mình đau lòng. Nó đã mất mẹ rồi, bây giờ mình còn không thương nó nữa, mình còn nói nó cái gì, hiểu không? Hoặc là bây giờ nó theo mình ở, nó cha mày, mày giống thằng cha mày, chửi sùm. Con mình nó đau lòng, đừng có chửi nó gì chứ. Nó đã thiếu đi cái tình mẹ, tình cha. Mình bù đắp cho nó luôn cái tình mẹ, tình cha nó mới đúng. Hiểu không quý vị? Đó. Sống vậy đó, nó hay lắm quý vị à. Quý vị thấy nghe những cái điều đơn giản không? Dễ hiểu. Dễ hiểu. Dễ hiểu mà nên làm á, nó hay. Làm đi rồi nó hay. Cuộc đời con người chúng ta sống ở trong cõi này bùng nhiều lắm. Dù chúng ta có chánh, nhưng mà cái duyên nghiệp nó đưa đẩy chúng ta, mình phải bước xuống bùng. Thì thôi, trong cõi này chúng ta lỡ bước xuống bùng cái thì mình lỡ cái mương mình rửa chân. Thấy không? Mình lỡ cái mương mình rửa chân đi. Thấy không? Chứ mình đừng có nói lỡ bước xuống bùng rồi chơi luôn, bước luôn, thì con người mình hết cứu rồi. Con người ai cũng có cái sai, nhưng sai thì mình phải cố gắng tu để sửa. Không? Chứ ai mà không có cái sai. Không lẽ mỗi lần té là mỗi lần nằm tại chỗ, mỗi lần đạp bùn là chặt chân sao? Thấy quý vị? Không? Cái gì cũng phải làm lại cuộc đời chứ. Không? Như có một cái cô giàu, thiệt là giàu, mà có lỡ có phạm tội lỗi, tội tình. Thấy không? Có vô tù của ngồi. Vô tù ngồi mấy năm xong mình làm lại cuộc đời. Mình tự nhiên lúc đó mình kinh nghiệm lại thì mình sẽ là người đặc biết trong cuộc đời này, hiểu không? Đó, thì công nhận không? Ai cũng vậy thôi. Như bản thân những đứa ngoài đời ra trò trống gì đâu, nhậu nhẹt bê tha, nhậu rồi, nhậu quá trời luôn, hiểu không? Nhậu không say là không nghỉ. Những đứa có cái bệnh kỳ cục, nhậu không say là không bao giờ nghỉ. Nhậu chừng nào nằm tại chỗ mới nghỉ, tới nằm tại chỗ không nghỉ gì nữa. Xin thưa quý vị, những đứa ngày xưa trên thành phố nghe, bia gì thì cũng uống, nhưng mà về quê gặp một ông già uống rượu ghiền mà kêu lại thì trái cốc cũng chơi luôn, không từ cái gì hết chứ. Sáng sớm chưa ăn cái gì, đem trái cốc ra nhấp một cái uống một ly rượu, nhấp một cái uống một ly rượu, vậy mà cũng ngồi chơi với ông già. Kỳ cục, sao đụng cơ nào mình cũng chơi, mình không chạy ai. Cuối cùng nhậu vô tàu lao, nhậu đi kênh, nói chuyện tàu lao bác sĩ. Mà nhậu vô kỳ lắm mấy ông ơi, kỳ cục lắm. Lúc bình thường mình còn sáng mắt lắm, mình nhìn nói thằng nhỏ này đẹp, nhỏ này đẹp, nhỏ đẹp, bà này già chát, xấu xí, này kia lùng. Vậy mà nhậu vô gặp ngay cái bà già, tự nhiên mắt mờ mờ, thấy bà già mới quay vòng vòng. Mắt mờ chứ đậu, quay vòng 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 vòng, bà già quay. Mình nói, em nào đẹp thế. Bà già mới chửi không xong, mới nói, dùng cái thứ con nít con nôi, dùng cái thứ quỷ, da cũng không bỏ. Nói, già đâu mà già. Kinh khủng không? Bởi vì mình thấy nhậu vô nó hư cho mấy ông. Lúc bình thường thì không có sao, mà nhậu vô mình tầm bậy. Thấy không? Bởi vì Phật kia mình đừng uống rượu là đúng. Thì mình uống vô mình tầm bậy, thôi bỏ rượu đi, chắc ăn. Thấy không? Ở dưới quê mà có khi mà làm cha người ta lớn rồi đó quý vị, con gái sắp sửa có chồng được, vậy mà gặp cha nhậu nhẹt, tự nhiên nhậu vô xỉn đi lên nghênh ngoài đường, vợ người ta đứng phơi lúa. Thì đứng phơi lúa thì biết rồi đấy, bưng cái thúng lúa lên gì không khơm gì nè, tự nhiên đi ngang giả vô mông vợ người ta ăn cái. Vợ người ta kêu anh, nó đi ngang nó vỗ vô mông em, bài quýnh kịch, mặt mày máu không. Mà trong khi làm cha người ta rồi, mà con gái mình chuẩn bị gả được luôn rồi, làm cho con gái mắc cỡ. Người ta muốn đi coi con mình, người ta nói con của thằng ba đâu.
thằng này nó hư lắm, chòm sớm này nó nhậu nhẹt, nó quậy phá, la lối sùm, chửi vợ đánh con tùm lum. Ông mà làm xui với cái thằng đó, bộ ông không biết hả? Hiểu không? Nên mình có nghèo, đó không phải là cái tội. Nghèo không phải là một cái tội, mà chúng ta thiếu đi cái nhân cách đạo đức mới là sự lỗi lầm. Nghe rõ ràng chưa? Nghèo không phải là cái tội, mà thiếu nhân cách đạo đức mới là lỗi lầm. Nghèo người ta không có khinh mình, mà thiếu nhân cách đạo đức người ta mới khinh mình. Nghe không? Người ta làm những cái chương trình mà vượt lên chính mình, người ta còn đi tham khảo gia đình của quý vị mà. Người ta coi coi nhà của mình nó có làm ăn chân chính hay không. Nhà này dù là nghèo nàn nhưng mà làm ăn chân chính đàng hoàng, không có làm những điều gì không phải đối với chòm sớm láng giềng. Nên người ta mới đưa mình vào cái chương trình vượt lên chính mình, cho mình có cơ hội để vượt lên chính mình. Chứ không có ai mà đi chọn cái gia đình mà trộm cắp bậy bạ, nhậu nhẹt, quậy vọ. Không ai chọn gia đình hết, hay không? Nên bản thân mình tí nghèo, nhưng cái đạo đức đừng có nghèo quý vị ơi. Dạy con mình đi, nghèo cho sạch rách cho thơm, thấy không? Nghèo quá, khổ quá, xin người ta ăn cái tiệc đó đừng có ăn cắp. Tập vậy đó, sau này vẫn có tương lai. Chứ đụng đâu có ăn cắp, nó nghèo mạt riệp luôn, đời đời kiếp kiếp. Nên cái quả báo của ăn trộm ăn cắp là nghèo nàn mà. Nên bây giờ chùa chiền mà đông đúc gì mà đi đến đây mà có cái tâm móc túi người ta, bỏ đi. Tèn ơi, lấy cái đầu tiền móc túi người ta về nuôi con mình. Mà mình ngước mặt nhìn con mình nổi không? Không lẽ mà nói cha mày bữa nay là đi móc túi Phật tử, đem tiền về nuôi mày, trời trời mắc cỡ chết mồ luôn. Hiểu không quý vị? Thà cầm cọc giấy số bán cũng là cái công sức của chính mình làm ra. Nó dù cho chút đỉnh tiền, nhưng mà một buổi ăn đơn giản vẫn là ngước mặt nhìn đời. Đúng quý vị? Không, nói vui vui chứ, mà có những đạo lý nghe, bình tĩnh ngồi suy nghĩ nghe. Hãy bình tĩnh. Đúng không? Nghe có những đạo lý hay lắm á quý vị ơi. Tại sao người ta nghe mà người ta được lợi ích nhiều dữ vậy? Là vì có những lúc nó vui nó làm cho bị tỉnh, có những lúc thì thâm trầm làm cho bị suy tư. Đó. Nên Phật pháp nó hay lắm. Có những lúc mà nếu mà lúc nào cũng vui hết trơn á, nó làm người ta không có ngồi để mà bình tĩnh suy nghĩ về lời nói. Nên có những lúc nó phải trầm lại, mà trầm vừa vừa thôi, trầm quá mấy bạn ngủ. Người mình mau ngủ ghê lắm mấy ông ơi, mấy bà này mau ngủ. Chỉ cần nói hiu hiu thôi, chỉ cần nói hiu hiu thôi là ru em vào mộng luôn. Ngủ tá lả ở bên mà ngồi bả trong mấy kênh mình vậy đó. Mình nói chuyện mà vui thì vỗ tay sùm, còn nói chút mà buồn ngủ mà ngồi làm này. Nơi sao vào chỉ còn mắc kênh tôi ghê quá. Nghinh vật kỳ cục quá, hiểu không? Rồi từ từ. Giờ ông Kiệt nè, ông Tâm Nhiên này nè, chỉ cần quý vị mà nói chuyện một chút mà không cười là ông ngồi. Ông ngồi quay phim mà ông mở máy quay lên không à. Rồi ông ngồi ông ngủ, ngồi ngủ hoài mà. Có khi Phật tử ngồi kế bên rồi thấy ông làm nè, tưởng đâu chỉnh máy không à, tưởng đâu chỉnh máy gục gạt đó quý vị. Cho ngồi nhìn lại thấy ông làm nè, ngồi cũng ngồi cò 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 chẹt đó. Nên từ nơi đó không dễ ngủ lắm quý vị ơi. Chúng ta là gọi là vô minh dày đặc. Vô minh dày đặc đó quý vị. Vô minh là tối tăm dễ ngủ lắm, buông á ngủ à. Chứ Đức ngồi nhìn mấy cô bữa nay, những Đức hồi tưởng lại cái bữa lại giết Hoàng Ông. Trời ơi, mình cũng mệt mà mình nhìn mấy bả cũng mệt đúng không? Mình có mà nào mệt thì mệt chứ không đến nỗi quá đáng, thấy không? Lên giảng cũng còn cái chút quay phong lẫm liệt. Rồi tới mấy bả ngồi với làm được.
họ bà ngồi bà nào bà nấy cái mặt kỳ cục, nói cho bộ chợ cho bà nào bà nào nấy teo ngắt hết trơn cái chợ kỳ cục đi kia, mặt gì đâu mà gì nè. Đuối, bà đuối, nhưng là bà chuyện bà đuối ác đạn lắm. Bà lại chút tóc bà mở ra luôn. Hồi ôi nó phủ lên, nhìn bà te tua tả tới chứ. Không mà nghĩ là Phật tử chùa mình nhiệt tình, chịu chơi thiệt. Không mà quý vị thấy không, mà quý vị đồng hành những đức, quý vị thấy có kết quả không? Có kết quả luôn mà. À, nói vui vui vậy đó, nhưng mà cái gì làm là làm thiệt á, giỡn đâu. Nó như quý vị thấy không, dưới Di Đà chưa chân là đưa lên chương trình là quý vị thấy là mê rồi đó, đúng không? Mà trong dịp lễ Vía Quan Âm là nghỉ dưới Di Đà nghe, chứ không phải là tính trước đâu. Trong cái dịp lễ Vía Quan Âm mệt vậy đó mà ngồi suy nghĩ dưới Di Đà đó, suy nghĩ lễ Vía Di Đà đó đưa lên chương trình, nắm bắt cái cơ hội người ta đang đông đúc, đúng không? Chứ mình chờ người ta về hết trơn thông báo thua. Quý vị biết rằng ở trong cái cuộc đời này làm ăn kinh doanh cũng phải biết nắm bắt thời vận. Cái gì cũng vậy quý vị ơi, phải biết nắm bắt thời vận, hiểu không? Chứ không có để vuột. Bây giờ người ta lợi gì mình sẽ sẵn cái dịp mà thông báo luôn, để cho mấy bà trưởng đoàn cơ hội bà nắm bắt luôn, lên xe đưa chương trình rầm rầm. Chứ sao? Thì lễ Vía Di Đàm ở đâu? Quý vị coi, bây giờ chúng ta nói chuyện mà bây giờ người ta ngồi cái đông gì nè, sức ảnh hưởng lớn. Người ta gạo nghe nói trời công nhận thầy này giảng nhiều người nghe dữ cái trời. Vô nghe thử coi làm sao. Đúng quý vị. Bây giờ thấy thầy giảng có 3-4 que ngồi gục lên gục xuống nữa. Thầy này giảng dở chắc chắn luôn. Thôi khỏi nghe đi. Phải giỡn đâu quý vị ơi. À, nên quý vị mà vỗ tay cũng là một phương pháp để độ sanh. Không? Khi mà vỗ tay mấy chú quay phim ông chụp hình lại, ông chụp mấy bà lại để làm chi, đưa lên mạng. Nguyên cái hội chúng phía sau đứng vỗ tay, đưa tay lên dài thò, xong cái hình như Đức ngồi trên, nó gạo ngang cái hình, nó nói ghê trời, thầy giảng coi đông dữ cái trời, đúng không? Rồi gặp thêm cái đề này nữa mà ai mà không coi. Có cách nào giúp người bệnh đau bế tắc hay không? Thợ nghe cái đó. Vô coi nội dung coi làm sao quý vị. Họ coi họ vui quá. Thì cái lúc họ bệnh đó đó họ vui, tức khắc họ khỏe. Nó công nhận thầy này giảng hay nghe. Đúng quý vị. Rồi đầu tiếp tục tới là giải nghiệp là cái gì? Niệm Phật. Niệm Phật liền. Bắt đầu là vô cái trang mình, bắt đầu coi cởi mở tâm tư, vui quá, niệm Phật, lễ Phật, hết bệnh. Hay chưa? Nó niệm Phật lễ Phật hết bệnh liền. Ôi chùa nó nuôi gần 2000 người già sùm đây nè. Mà người ta còn không cần uống thuốc, mà tôi còn phải re như bọc cái xe. Tự nói chuyện vẫn chưa, thấy không? Thấy chùa mày nè. Thấy chỗ này vì mới thấy kinh. Mấy chục ngàn người mà không có cái tiệm thuốc, vậy không? Không có đâu. Tuy là phòng khám kế bên, nhưng mà tối người ta đóng cửa mất tiêu. Người ta đâu phải là cái việc phục vụ cho chùa mình đâu quý vị, hiểu không? Mà dưới cái hội chúng mà đông đúc đó thì quý vị biết ai mà bệnh thì cũng không biết. Vì đông người gì có ai biết đâu, hiểu không? Vậy mà lễ xong 3000 lại, ai cũng đi ngon lành, đi phơ phớ, đúng không? Đi như gió thổi mây bay. Ôi, có cô đó, bữa đó cô lại 3000 lại xong có nói: thầy ơi thầy, con lại 3000 lại xong nhiều người khen con đi đẹp.
Nó ngộ ghê thầy. Ủa sao ngộ trời, lại ba ngày lại xong ai cũng khen má đi đẹp. Xong trong giờ đến hỏi bà đi thì sao, cái nó để con đi cho thầy coi này nha. Bà đi tự nhiên chân bên này chéo, ghê đi chéo lại về. Chân này chéo qua, chéo lại, chéo qua, chéo lại. Rồi cái mông à thì ra bà bị nhức cái đùi phải không? Nó dạ đúng rồi. Nhức cái đùi mới đi ẹo qua lỡ cái mày. Ẹo ẹo lỡ mới đi. Trời ơi vậy mà ai khen mới đi đẹp. Đúng rồi, qua cái chặng lễ dưới quan âm này đúng là kỷ niệm khó quên đấy mày. Đúng không? Kỷ niệm quá khó quên mà. Mà sự thành công gọi là sánh sao vàng giọt. Cái này thành công mới là hấp dẫn. Vì thấy không? Nếu như mà thành công mà đứng mà thì ở dưới ai chịu nổi mình. Sự thành công của mình là phải te tua tả tơi. Vì thấy bữa đó những đứa không? Bò lết luôn. Có những đoạn những đứa mà đứng nó đâu có được đâu quý vị. Đứng chùm hổm. Đứng mà giống như ngày xưa mà còn ngoài đời mà đứng chụp hình. Đắp y mà đứng chùm hổm mới ghê chứ. Kinh lắm. Thấy không? Dễ mà vẫn là quyết chí. Quyết chí, quyết chí. Thấy không? Tu hành là phải quyết chí bị ư. Thấy không? Nó quyết chí là thành công. Ờ, phải nhớ nghe. Nên kiên nhẫn là thành công. Nhẫn nhịn là thành chánh quả. Những câu quan trọng đó quý vị. Nhớ nghe không? Muốn thành chánh quả thì phải nhẫn nhịn. Quý vị mà nhẫn nhịn giết á, nhất định nó mà hại hoài, nó quậy hoài là tôi phái thằng đen thui thùi lùi đó. Thằng thui thùi lùi đó cho biết. Hiểu không? Yên tâm đi. Nhớ tu hành muốn sanh cực lạc, có khổ đau cỡ nào cũng đừng có sợ. Sợ gì? Đúng không? Có Phật Bồ Tát bên cạnh hỗ trợ mình mà sợ gì chuyện? Hiểu không? Chỉ sợ là cái người ác đầu trâu mặt ngựa đến kéo họ vô tam đồ ác đạo tội nghiệp họ thôi. Chứ mình mà hiền hậu đều niệm Phật hoặc Bồ Tát bên cạnh mình mà sợ cái gì? Không? Đừng có lo. Bây giờ mấy cô có khổ cỡ nào chồng quýnh bác mình A Di Đà Phật, bác A Di Đà Phật, bác A Di Đà Phật, bác A Di Đà Phật, cuối cùng mình nằm bác A Di Đà Phật, bác ai với đào mặt. Không biết vì thấy lục tổ huệ năng chưa, thấy câu chuyện lục tổ huệ năng chưa, nó quýnh lục tổ huệ năng bạch lục tổ huệ năng quýnh đâu đi bạch. Cuối cùng thằng kia nói sao trời không biết người này người gì luôn, ghê quá, ghê không, run luôn sợ luôn. Vì cái tâm kiên nhẫn, vì cái tâm tin Phật Bồ Tát, đúng không quý vị? Yên tâm nè, cái chỗ này mới là cái chỗ đặc sắc quý vị để ý nè. Khi mà ta hành hạ quý vị mình làm gì lên bờ xuống ruộng luôn nha. Vị yên tâm đi, Phật Bồ Tát nhìn thấy rõ ràng hết trơn. Rõ ràng hết. Ta hại mình, người ta làm mình chù dập mình te tu tả tơ, tan tạ. Vị yên tâm đi, Phật Bồ Tát nhìn rõ ràng, Phật Bồ Tát biết được cái nghiệp người này là phải trả cách này. Mà trả cách này là nó nhẹ, thật sự trả nó có khổ cái nào chỉ có một phần. Còn nếu người này mà không trả cái này là phải chịu một vạn lần. Phật Bồ Tát nhìn ra. Chứ mình đừng có bao giờ mình quỳ trước Phật ơi, Phật ơi, Phật ơi. Ôi Phật công thương rồi sao Phật ơi, Phật ơi, Phật ơi. Con tu con nghe Pháp, con niệm Phật mỗi ngày. Bởi vì sao Phật công thương con, Phật để cho chồng đánh con như vậy. Con Phật yêu như con, đã chồng hành hạ rồi mà bây giờ đứa con trai cũng hành hạ cũng luôn vậy Phật ơi. Mà Phật công thương con sao Phật ơi Phật. Không phải không thương. Mà cái nợ mình thiếu mình phải trả cách này. Dù có khổ cỡ nào nó chỉ có một mà. Mà nó tránh hàng ngàn hàng vạn. Hiểu không? Chứ không phải là Phật không thương. Nhưng mà ai đã chuẩn bị giết quý vị là Phật ra tay. Tại vì sao? Mày được quyền làm nó tiêu nghiệp, còn thọ mạng chưa hết mày không được quyền giết nó.
Hiểu chưa? Mà giết nó làm sao nó tu? Để cho nó sống, để nó tu thành chánh quả. Nên hại gì hại cũng không chết. Giống như lại con ăn 3.000 lại có chết tay nào đâu. Thấy chưa? Chết ai đâu. Không có hạt mưa. Bây giờ mình vỗ cánh cái này được. Không có mưa. Chứ bữa đó mình nói sớm có lỡ mưa làm sao? Hiểu không? Nên từ nơi đó phải chi mình mà như Tôn Ngộ Không mà mình phăng thăng mình lên trên mình kêu thằng mưa thằng gió ngưng. Cái này mình yên tâm, tự tin luôn. Mình cho chuyển hướng mưa. Còn này mình là phàm phu. Mình chỉ làm việc cho Phật Bồ Tát để Phật Bồ Tát sắp xếp. Mà rõ ràng không có hạt mưa. Đúng không? Ôi ơi, bữa đó mà mưa gió với thầy trò chạy đâu? Dặm mà chết. Chạy dặm mà chết. Đông quá. Hiểu không? Mấy vị thấy cái làm việc cho Phật Bồ Tát chứ yên tâm không? Quá yên tâm. Lấy quay khiếm thị nữa nè. Khiếm thị lần này đông nè, 6.000 người chuẩn bị đi. Khiếm thị cái này dữ lắm á. Cơ hội tu phước duyên. Không có tiền thì thôi đừng có mượn nợ. Hiểu chưa? Chơi sao mà vừa khả năng mình thôi. Ví dụ như giờ mình quyên góp được 200 triệu mà 6.000 người thì người được nhiêu? Người 30. Nhiêu kệ miễn có thôi. Có đỡ hơn không. Góp gió nó mà thành bão chứ. Hiểu quý vị? Còn những đức thì chuẩn bị rồi, nó đâu vào đó y gan vậy đó. Cứ như vậy mà làm. Đúng không? Tiền xe mình giải quyết, bỏ bao thư xử lý luôn. Còn quý vị nhiêu tùy khả năng quý vị, tự quý vị cho. Nó đông ở chỗ này đông dữ lắm á nghe. Thời cuộc này là thời cuộc đang khó khăn. Nhớ nghe, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Lá lành đùm lá rách đùm lá te tua, lá te tua đùm lá nát tan. Nó cứ đùm 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 đùm. Cái tâm đó mà sống đi quý vị. Hiểu không? Có ăn chia cho người ta ăn miếng đi. Đúng không? Càng chia là càng có, không có thiếu đâu, sợ. Nhưng Đức nói làm tớ luôn. Làm hoài luôn, thử coi sao. Từ đây tới Tết làm trình kiếm thị hoài luôn, thử coi sao. Cứ mỗi tháng làm hoài vậy đó, thử coi sao. Thấy không? Nói tại giờ có tiền sao thầy? Kiếm tiền. Sau lưng mày nhìn ai sau lưng? Thấy không? Ai? Di Đà. Khi quý vị làm việc vì chúng sanh, thằng hộ pháp kêu người đem tiền đến. Nhớ nghe. Đó. Bồ Tát Vi Đà hộ trì người tu đạo. Yên tâm đi. Nói quý vị thấy không, bao nhiêu chương trình những đức làm thiếu đâu. Mà quý vị cũng đâu có thiếu. Hiểu không? Hồi thấy mà về chùa mà thấy mà cô nào cô nấy mà tôi thấy mà sáng sủa vui vẻ là tôi mừng rồi. Hiểu không? Sống sao không biết mà thấy mấy cô mà vui vẻ, quan hỷ. Được rồi đó. Gặp nhau mà ai với Đà Phật. Thấy được rồi. Chứ đừng có gặp nhau. Nó thê thảm đó quý vị. Gặp Phật Pháp rồi từ hôm nay không khổ nữa. Nhớ kỹ nghe. Có nghĩa là hoàn cảnh nào cũng không khổ. Quyết định hoàn cảnh nào cũng không khổ. Rèn đi quý vị. Câu này sau này nhắc mình luôn nè. Lỡ mình có sự cố trong cuộc đời, nhắc mình hoàn cảnh nào cũng không khổ. Vì sao? Vì chúng ta có chỗ đi về rồi. Đúng quý vị. Mình đi về cực lạc làm sao khổ. Không? Phải siêng niệm Phật nghe.
ở nhà công phu hai thờ ổn định, mỗi ngày nghe pháp, khỏi cần đi vòng vo tâm quắc, chòm sớm láng giềng cho nó mệt. Cứ ở nhà rảnh là bắt pháp nghe, cứ vậy đây là bình yên. Đúng quý vị, mình làm, mình kiếm cái phòng nghe, mình làm cái phòng trong nhà của mình nghe, cái phòng này gọi là cái phòng nghe pháp của mình, phòng ngủ mình luôn. Bắt cái máy lạnh nho nhỏ chứ, máy điều hòa bật mát lạnh, rảnh rỗi vô phòng nằm nghe pháp cừ chơi được không? Đúng không? Này mới là hưởng thụ nè, hưởng thụ cao cấp, đúng không? Lúc trước mà đi mua sắm kem vắng mệt hỏi luôn, giờ không ở trong phòng nghe pháp được không? Ở nhà tranh mà biết thiên hạ. Thấy không? Vì thấy những đức ở chùa mà biết thiên hạ, thấy chưa? Nó ở trong chùa không mà giảng bao nhiêu người ta nghe được đó. Nó giống như năm xưa mà Gia Cát Lượng ở nhà tranh mà biết thiên hạ như thế nào đó. Vì ở một nơi bị nghe pháp với thông minh, chí sáng, khỏe biết bao, đâu có đụng chạm cái chuyện của ai. Đi vòng vo tam quắc nhiều chuyện nhiều điều chi cho mệt mấy bà. Có việc thì làm, không có việc thì vô phòng nghe pháp. Thấy không? Thấy không? Cái chỗ nào bán hủ tiếu bún riêu vậy đó, bắt máy niệm Phật nghe pháp lên. Thấy không? Bán tạp hóa gì nghe pháp bắt lên luôn. Phải chẳng mua cái tivi bự chà bá để luôn thử có được. Nghe pháp được mỗi ngày vui mà. Vì nghe mấy buổi này lỡ cũng thấy vui nữa. Thấy không? Vậy thì quá hạnh phúc rồi còn gì quý vị. Trời ơi, sống trong cái cõi đời này mà bây giờ chúng ta được gì là quá hạnh phúc rồi. Thấy không? Gặp ngôi chùa mà nhiệt tình vui vẻ, gặp ông thầy cũng chịu chứ, quyết chí cầu sanh cực lạc, đâu mà tìm ra. Xưa giờ đi bao nhiêu chỗ có tìm ra được không? Có không? Thiệt không? Không. Thôi giờ chúng ta có cơ hội vị ơi, giờ chúng ta cùng thờ nè, để quyết chí gì cực lạc. Giờ còn buồn ai để trong tâm không? Có buồn ai để trong tâm nghe không? Buồn là chết, chị vẫn chơi đâu. Buồn là nó nghèo sơ nghèo sát luôn, hiểu không? Quý vị biết mấy cái người mà nghèo sơ nghèo sát là vì sao phải không? Trách số phận, buồn cho cuộc đời, trách người, trách chờ, trách số phận, nghèo hoài. Những người trong cuộc đời này mà muốn giải nghèo chỉ có một cách, đừng có trách số phận, đừng có buồn gì, tại mình gieo nhân, mình gặt quả. Đúng quý vị, hiểu không? Quý vị cứ niệm Phật đi, đừng có trách ai chứ nghe. Tại sao đối xử với tôi như vậy? Đừng có nói câu này chi cho nó mệt. Cứ nhiệt tình với người ta chửi mắng mình cũng ai với Đà Phật. Tôi ở đây tôi làm thiệt mà. Thấy không? Lo cho người ta quá trời luôn, khi người ta còn chửi te tua kìa. Tôi mà họ còn chửi, đừng nói chi ai mà họ không chửi. Hiểu không? Chửi te tua tả tơ luôn mà. Chửi lên bờ xuống ruộng luôn. Té xuống hầm lội lên luôn. Đúng không? Nó bị vị cứ sống như vậy đi. Nhớ nghe, một bên thì chửi mình, một bên thì ai với Đà Phật, bên chửi mình, bên ai với Đà Phật. Còn ngày xưa ta chửi mình chửi lại, bây giờ người ta chửi mình ai với Đà Phật. Ai với Đà Phật. Nhà kế bên nó chửi qua, đưa cái mỏ nhọn quét qua nó chửi mình. Mình ở đây mình mở cửa sổ, mình bắt cái máy niệm Phật lên để ngay chỗ đó. Chơi không mày, ngon mày chơi với tao không? Mày chơi vậy đi. Có đó vị, có khi nhà kế bên nó chửi mình đó. Thứ gì tu hành cái gì? Thứ gì tu hành cái gì nó chửi sùm. Thấy không? Nó mở cửa sổ qua, nó đưa cái miệng qua, nó chửi qua nhà mình. Mình lấy cái lo địa Phật á, cái điệu địa chung của những đức á, thì bật lên ai gì đạo Phật, ai gì đạo Phật á. Chịu không nổi luôn. Quá giải nghiệp chướng. Hiểu không? Mình để cái lo địa Phật đó, mình vô phòng mình đóng cửa, mình nghe pháp ở trong. Tàu ô nó chửi một chút nó ngắt ngay. Nó xỉn luôn, đừng nói chuyện giỡn chơi mà cái lo vẫn niệm bùm sùm.
Cái kiểu đó nó nói công nhận cái thằng nào mà điệu bạc nó ghê vậy chẳng. Mình chữ mệt muốn chết mà nó niệm từ đã giờ nó niệm. Em ơi mày, nên từ nơi đó cái điệu địa chung nó ghê lắm mấy vị ơi. Cái điệu địa chung đó không có ai mà chữ lanh bằng cái điệu địa chung đó chứ. Cái điệu địa chung là lanh nhất rồi đó mấy vị. Cái ông thầy mà ông gặp như đứa cũng nói vậy nè. Tôi không có tưởng tượng được cái ông thầy nào mà niệm hơi dài như thầy. Trời ơi là trời hơi dài đâu mà dài dữ vậy. Nó có một câu một nó gịch ra dài thòn. Ông nói hơi của thầy gì mà dài dữ vậy trời. Niệm nhưng mà niệm hoài không nghỉ. Niệm A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Làm kiểu đó mà ai chữ lộn lợn. Cái bà có lanh cỡ nào lanh đi chăng nữa mà đụng là chết. Xanh xào. Ông mình nói thiệt quý vị là đây bị cười mỏi hàm luôn đó quý vị. Đúng không? Đúng không? Nên ung thư, bệnh đau, bệnh này, bệnh kia bế tắc vậy ở đây. Là ở đây nghe pháp á. Đúng không? Chứ không phải là kêu là ở đây ở trong chùa. Nói cho rõ ràng quý vị ơi. Chúng ta đem ung thư rồi bệnh đau sida ta đem đây chết mù luôn. Cỡ nào cũng còn khỏe khỏe là ở đây một chút để tu. Kìa mới đây kìa, cách đây 3 ngày đem một bà già ốm như ốm nhách, da bọc xương không còn miếng mỡ, ốm như ốm luôn, đem vô chánh điện nó nằm trong đó liền là tờ giấy chứng minh photo. Bà già nói chuyện ú ớ rồi xong bỏ đi mất tiêu. Mấy chú ra mấy chú thấy cái gì mà chùm nhỏ xíu xíu là mấy chú tưởng nó ai cũng dường. Mấy chú tụi cậu gặp cái gì ta chùm chùm là ông tưởng nó là sắp sửa làm Phật sự, ta đem tiền lên cúng dường. Ông chạy trời, ông chạy ha ha hào hển ông chạy lên nói thầy ơi thầy, ở chánh điện một cột đen thôi chùm lại nghi ngờ ai cúng dường một đống tiền hay gì. Thầy xuống thầy coi để chứng minh đi. Mình nghe nói kiểu đó mình nói chắc là sắp sửa làm trình kiếp thị. Nên Bồ Tát Vi Đà kêu người cầm tiền đó. Được mấy chú mở đường dẫn cho Đức đi coi coi cái gì. Ồ ô xuống mở ra gặp bà già nằm chèo queo. Nói trời ơi cúng dường đâu mà cúng dường. Bồ Tát Vi Đà cúng cho một bà già. Hỏi bà cụ, bà đâu đến đây? Nó nhìn mới làm nè. Bà đâu đến đây bà cụ, ở đâu bà ở đây? Con trai, con dêu, chéo. Đêm đây, bỏ ở đây. Nghe chưa nghe, nghe được không? Con trai, con dâu, cháu đem bỏ ở đây. Nhớ không? Còn nhà bà ở đâu? Giờ mất tiêu. Giờ nhà mất tiêu. Giấy chứng minh này, giấy chứng minh này phải chỗ này không? Ngày xưa ở đây. Nhưng bây giờ hộ khẩu. Chịu thôi. Bó tay luôn quý vị ơi. Ngày xưa ở đây bây giờ hộ khẩu mất tiêu rồi, đi mất tiêu rồi. Không có ở đây nữa. Vậy bây giờ bà đi đâu nói không biết đi đâu. Vậy giờ ai nuôi bà? Ai nuôi bà? Thầy nuôi. Thầy đưa bà thầy nuôi. Rồi xong cuối cùng đem vô phòng hộ niệm. Vô trong vị coi có bà già ấm nhôm nhôm kìa. Hỏi mấy cô đều phải có 100% nằm trong á. Kêu đi báo công an biết. Để biết trình là có người bỏ bà già như vậy. Để sau này lỡ có làm giấy báo tử có chuyện gì thì có bên mặt công an người ta giải quyết giùm.
Trời ơi, người ta đưa vậy chứ lỡ mai mốt chết nó hỏi tại sao nuôi bà tôi chết. Ông là người bắt bà già đem nuôi cho bà chết. Trời ơi, bắt những đức luôn. Nghe quý vị, tội nghiệp những đức quá. Được chưa? Thôi kệ quý vị ơi, thôi kệ, cái gì làm được thì làm. Nghe không? Nhưng mà sống là đừng có nên vậy. Sống vậy kỳ lắm. Gieo nhân thì gặt quả thôi. Cả Lâm viết giờ cũng quen luôn. Cái kiểu này mà lên mà mai mốt mà điệp bổn sư mình vô là bắt cưng liền. Nằm gặp Phật tử đây. Kiểu cả Lâm quý vị gặp Phật tử á. Cái kiểu nói chuyện, nói chuyện kiểu này nghe mày ngồi gần mưa mưa giăng tùm lum, cái kiểu đó xịt. Ngồi gần gần ở đây nè, kêu mày giảng cái này không, cứ là mưa giăng tá lạ. Hồi xưa ấy, hồi xưa giảng là nó giăng ghê lắm, một là hồi xưa nó hô hơn bây giờ. Rồi giảng mà la dữ quá quý vị. Mấy cái bà ngồi dưới là bà cầm theo cái khăn giảng chút. Cứ 5-10 phút là bà chị bà ngộ ghê. Mấy bà, mấy bà vẫn thích ngồi gần. Ôi ồ cô, sao kỳ à? Sao giảng văn nước miếng tùm lum mặt mày mà từng nào cũng lợn ngồi kế bên nghe chị mới nói là nước miếng của thầy chị tàn nhang. Nước miếng của chị tàn nhang, nó nói vậy đó. Trời ơi, nó hồi xưa mặt cô tàn nhang đầy luôn á thầy, mà từ khi nghe thầy giảng tới giờ nước miếng nó văn vô mặt sao hết tàn nhang. Nó bắt ngồi bên dưới bắt đưa cái mặt quá lần đi ghê không. Bà đưa mặt bà hứng nước miếng quý vị. Nó chỉ tàn nhang. Không phải cái này vì đừng có đồn tùm lum la chết mồ luôn. Ôi quý vị ơi, ngộ ghê. Quý vị thấy không sao cái người giảng pháp nó có một cái những cái điều lạ kỳ quý vị ơi. À, làm như cái pháp hỷ nó sanh ra quý vị. Tự nhiên cái cơ thể người ta nó văng cái gì ra là cái đó là không đơn giản. Không mà quý vị ơi, nói thiệt cái chỗ này cho quý vị nghe nha. Bởi vì khi con người ta mà người ta đã thương mình rồi nó ghê lắm quý vị. Bữa đó lễ Quan Âm, nó quá mỏi mệt, nó không còn cái cảm giác của cái giữ được cái chừng mực của cơ thể. Nó mệt quá khi đi lên cầu thang. Thì mấy bà Phật tử mới chạy theo lên cầu thang. Thì lúc đó đi lên nó bước chân nó bước thầm lắm vậy. Bước thầm. Cứ đi từng bước thầm quý vị, bước lên từng bước thầm. Thì quý vị biết rằng cái lúc lễ không biết làm sao rồi nó tồn hơi thì sao quý vị. Thì mấy bả đi sau lưng quý vị. Đừng đi sau lưng mà chơi một cái mền một cái túng. 3-4 bà đi sau lưng. Mình chơi một cái mền một cái tủng xong bà ngồi bà đi sau lưng có làm nè. Chồng nói cho bụng từ từ kinh khủng quá trời. Ô, xin lỗi nha mấy cô. Trời ơi, thầy đi lên mà nó lên góc cao mà mệt quá không kiềm chế được chơi một cái mền, xin lỗi. Nó không có sao đâu thầy cứ làm thoải mái. Kinh khủng không quý vị? Cái thương rồi nó ngộ ghê quý vị ơi. Nghe quý vị không? Sống mà cho người ta thương quan trọng ghê quý vị. Nghe không? À, dẫn dắt người ta đi nghe Phật Pháp quý vị. Có những người có khi gần hết cuộc đời người ta cứ nương vào người thân và nương vào tiền bạc vật chất và danh.
Đến khi sự cố gì đến với họ thì tự nhiên bản thân họ không có điểm nào vúng biếu được hết. Mà họ không ngờ rằng là Phật Pháp là điểm đặc biệt để giúp cho họ được lợi ích lớn. Nên chúng ta đem Phật Pháp giới thiệu cho họ. Khi mình nói không được, dẫn họ đi đến đây nghe Pháp, để họ có một phương pháp tu, họ có một phương pháp nương tựa. Có một phương pháp tu, có phương pháp nương tựa rồi thì lúc đó họ sẽ giải tỏa được những cái khổ đau trong cuộc đời họ. Nhớ kỹ. Nên có rất nhiều người chúng ta cứ nghĩ rằng là cuộc đời mình, cái chết chưa đến với mình đâu, cái bệnh chưa đến với mình đâu. Tại sao trong nhà Phật người ta, những người tu tâm giải thoát người ta đi ngược lại vấn đề? Ví dụ như là có nhiều ngôi chùa mà giảng pháp không có đề cập chữ chết đó quý vị. Cái chữ chết giống như là cái điều xui xẻo gì, điều không may, nên ta không có đề cập mấy cái chữ đó được. Nhưng mà từ xưa tới giờ có ai mà không chết? Rồi có ai mà không bệnh, đúng không? Bệnh và chết là cái tự nhiên thôi. Quy luật tự nhiên từ xưa tới nay, vạn vật trong cuộc đời này đều là sinh diệt. Không có cái nào sinh ra mà tồn tại mãi chứ, mà không diệt ấy. Quý vị coi, tất cả vạn vật trong cuộc đời này đều có sinh diệt hết. Và từ xưa tới nay không có ai mà sống mãi với cuộc đời. Nếu người đó mà sống hoài mà không chết vậy thì cái người này họ không phải là con người nữa. Ta cho họ là một loài vật sinh tồn gì mà lạ kỳ. Nên con người đã có sinh thì tức khắc có tử, 100%. Có sinh thì có tử, chắc chắn là như vậy. Nên chùa mình cứ thường nói cái chữ chết suốt rồi. Đi ngược lại vấn đề, nhiều nơi quý vị đi đến nghe giảng pháp không nghe chữ chết đâu, vì họ có biết chết đi về đâu đâu mà họ nói chết. Chỉ nói những cái điều mà cho người ta nghe nó bùi tai, khỏe lỗ tai, nhẹ nhẹ một chút. Nhưng mà khi sự cố đến quý vị thì lãnh đủ. Sự cố đến lại lãnh đủ 100% luôn. Tại vì mỗi ngày người ta đưa cho mình cái việc như là giống như là yên tâm đi, rồi gặp Phật Pháp làm thiện vị là được rồi đó, phước vị lớn lắm, cái công đức quý vị mà khỏi cần phải lo. Toàn là họ đưa lên những cái điều mà quý vị đã làm được điều đó là yên tâm khỏi cần phải lo. Với cái công đức của cô, công đức của chú thì yên tâm, Phật rước là chắc chắn. Có chuyện này đâu quý vị. Nên dù quý vị có cúng dường như tu Bồ Đề thờ của Đức Phật đi chăng nữa, thì khi ông nương vào thần thông của Ngài Xá Lợi Phất thì giỏi lắm, ông nhìn được ở trên chờ có cái hoàng cung của cái ông. Vậy thôi, sanh cõi chờ. Mà ai mà cúng dường mà được như tu Bồ Đề dữ gì. Nên ông cúng dường mà quá dữ dằn. Nên từ nơi đó mà quý vị nhớ, cái người á, tu hành niệm Phật á, chúng ta cầu giải thoát là phải nhớ rằng cái pháp môn tịnh độ này niệm Phật, Phật rước.
Còn cái công hạnh quý vị là chỉ diễn cái duyên của quý vị là người ở trong cái cuộc đời này thì tu hành thôi. Chúng sanh người ta nhìn thấy như vậy, ta nói ô người tu này tốt, được. Cái chuyện không phải là vị mà tu bao nhiêu cái phước báo gì đó Phật rước quý vị đâu. Thấy không? Nhưng mà Phật rước là ngay cái chỗ bổ nguyện niệm Phật là người này niệm Phật, Phật rước. Người này niệm Phật là Phật rước 100%. Nhớ kỹ. Nên chùa mình mấy chú Chỉnh Âm Thanh với bên mạng trực tiếp á, mai mốt người ta lấy cái buổi của ông Nhận Ngôn mà ổng Nhận Ngôn mà ổng đứng ông niệm Phật đâu đó, ông nói chuyện đâu đó, mình lấy mình chỉnh âm thanh chuẩn luôn đi, rồi trực tiếp coi âm thanh nghe được chưa, rồi xong để luôn, khi nhà Đức lên giảng là đừng động đậy gì nữa chân á, nó là xong rồi. Người ta nghe ông Nhận Ngôn một chút rồi tới giờ nhà Đức vô thì Iran luôn, đúng không? Kêu Nhận Ngôn niệm Phật, kêu Nhận Ngôn nói chuyện rồi đó. Rồi xong á mình đi vòng vòng mình coi có lo nghe được chưa, thì tiếc Nhận Đức không lẽ thua Nhận Ngôn. Tiếc Nhận Đức còn mạnh hơn Nhận Ngôn nữa mà. Tiếc Nhận Đức nó còn khỏe hơn Nhận Ngôn, càng nói càng khỏe. Đúng không? Càng lấy âm điệu của một người nào đó rồi chỉnh hết đi. Rồi lấy cái trực tiếp họ nghe âm thanh rõ luôn đi. Lúc đó chỉnh sửa gì cũng là cái người đó chưa vô cuộc. Còn khi người ta vô cuộc là cứ như vậy để y nguyên. Xong chuyện rồi. Thôi sức đâu lắc tới lắc lui hoài cho nó mệt đi. Ót ét. Đúng không? Nhiều đó là xong rồi. Đó, nên làm mà biết tính thì khỏe re. Cứ lấy cái người nào mà người ta sắp trúng á, bắt họ nói thí đại vài câu gì đó. Rồi mình đi nghe âm thanh, rồi mình đi nghe hết trơn đi. Rồi là xong, tới những đức vô là cứ vậy mà làm, chỉnh tới chỉnh lui làm gì, phải không? Cái khi người ta giảng gì mình động tới động lui, chúng người ta cũng động, không? Để y nguyên cho người ta nghe pháp. Nó rồi lấy âm điệu đó thì mình nghe coi cái trực tiếp đó nghe được không, người ta cầm thêm chiếc điện thoại, người ta để cho ông nói, người ta qua bên kia người ta nghe cái chiếc điện thoại thử coi cái âm thanh nghe nó làm sao, thì cái người mà trực tiếp sẽ biết được âm thanh mình trực tiếp nghe làm sao là vừa duy trì cái mức vậy. Trời ơi mấy ông này, người ta giảng pháp ngày 4 thờ đây mà người ta còn duy trì được, người ta nói mà người ta nói thao thao bất tuyệt, người ta nói hoài được mà không chi mà chứ mỗi ngày ngày nào cũng có mấy cái nút đó, mấy cái nút mà bấm còn không được nữa, đừng nói chi. Nút là nút quen, nút là cố định, cái nút chỗ nào là tao biết liền à. Hiểu không? Chỗ nào là nút dặn, chỗ nào là điểm nhắn, tao biết hết chứ. Hiểu không? Đó, nên nhiều đó thôi, chỉ cần quan sát. Còn muốn giỏi nữa thì lúc bình thường, lúc bình thường, nó lôi cái trực tiếp này ra. Bữa nào cũng đặt cái máy quay phim quay trực tiếp cho công chúng tu này nè, mình thí nghiệm hoài vậy đó, giết mình trở thành người trực tiếp chuyên nghiệp, đúng không? Trực tiếp cho người ta tu, ai vô tu kệ người ta, ai mà chờ tới cái ngày mà lễ lọc rồi mình mới làm, lễ lọc mình làm là vô cuộc rồi, vô cuộc thì chỉ có đánh chặn chứ không có nói là mình chỉnh sửa hoặc là mình học nghề trong lúc đó. Học nghề là lúc bình thường, còn vô chặn là đánh chặn chứ không có nói vòng vo nữa, hiểu không? Đó, người mà tính trước cái chuyện gì thì bị giỏi lắm, làm gì cũng giỏi chứ nghe, hiểu không? Viết gì nó cũng giỏi, nó là biết tính đó. Chứ không ai mà chờ những đứa qua đâu. Trời ơi, trong chùa này không có tiếng ai mà khỏe bằng tiếng tôi, chắc chắn vậy luôn. Âm điệu cái tiếng của những đứa nó khỏe lắm mấy vị. Chỉ cần chỉnh âm thanh mà biết được cái lối giảng của người ta và cái tông người ta làm sao là chỉnh hay. Giống như bao nhiêu con người tôi còn hiểu quý vị muốn nghe cái gì mà 100% luôn á. Tôi hiểu quý vị đang cần cái gì, đang biết cái gì và quý vị muốn nghe làm sao. Nên từng nào cũng lên giảng mà người ta ngồi người ta nghe là do biết người ta đã cần nghe cái gì nên ta mới nghe đó quý vị, hiểu không? Nên cái người mình tu hành đòi hỏi cái giác quan của bạn, bạn có nhạy bén hay không. Tông của một người mà bạn còn không hiểu
làm sao bạn hiểu được tông bao nhiêu con người này, đúng không? Cái tông giảng của Như Đức là cái tông bốc quý vị. Con người Như Đức là giảng bốc lên không à. Giảng là phải hừng hực lên chứ không chịu trì xuống. Nghĩa là cái lối sống Như Đức là cái lối sống gọi là thời đại. Con người sống lúc nào cũng hướng lên, bốc lên không à. Chứ Như Đức không có chịu mà sống trì. Điệu giảng Như Đức cũng vậy nữa. Khi vô âm thanh mà giảng mà kiểu mà âm thanh mà bốc lên hừng hực lên là giảng dữ lắm. Mà Như Đức la lên mà nó đè Như Đức lại là Như Đức không thích giảng. Cái âm thanh mà chỉnh Như Đức là hiểu vậy đó. Còn Những Phát thì tính ông lại khác với Những Đức. Tính của Những Phát thì tính ông lại chậm. Ông đi nên ông giảng mà ông nghe in là ông nói vang. Còn mình là phải vang. Mình thì thích vang lên vậy đó. Giảng âm lên vậy thì phải. Còn ổng thì em kêu phải đi lại chậm dễ nghe. Ông thì người ta dễ nghe, còn tôi giảng ông nổi thì sao nghe, đúng không? Đó. Bây giờ Như Đức hỏi quý vị, một cái đầu kéo nó quan trọng hơn là cái mình chứ. Nó kéo không nổi thì cái mình chịu chết, đúng không? Nên cái người giảng pháp là cái đầu kéo. Đòi hỏi là người này có hứng thú hay không. Chứ họ mà không hứng thú, quý vị ở dưới cũng chịu chết, đúng không? Ngồi ngơ ngác thôi chứ làm được gì. Quan trọng là tôi nè, đúng không? Nó chứ thì sao? Quan trọng là cái đầu não áp phê hay không thôi. Chứ ngoài ra mà giảng pháp cũng áp phê chứ quý vị. Trời ơi, chứ giảng pháp mà không hứng thú sao giảng? Chứ lên mà quý vị à, chúng ta cố gắng tu hành nha quý vị. Cố gắng thầy. Cố gắng. Ngủ hết trơn rồi còn gì nghe nữa mà tu. Cái quan trọng là nó làm cho người ta cảm thấy ấp phê khi nghe pháp chứ sao. Dùng cái câu thời đại một chút. Chứ câu trong cái cuộc sống này mà quý vị sống mà nói mà gọi là nó không mà hừng hực cái tâm mình, con người mình thì sống nó giống như sống đì. Biết sống đì không? Sống mà mỗi ngày giống như cái chầm đì, ai chịu nổi quý vị? Quý vị thấy không, người ta buôn bán cũng vậy, nó cũng phải bốc lên. Gặp khách hàng đâu, chào chị, vô mua một đồ ăn em đi chị ơi, vui vẻ ha. Chúc chị ăn ngon miệng nghe. Mình vô mình ăn lần, mai mốt mình vô nữa, bà chủ quán này công nhận vui vẻ. Phải không? Phải không quý vị? Nó cảm thấy quý vị ăn không ngon mà thấy áp vê vậy đó. Áp vê là ngay cái bà bán quán này, bà vui vẻ nè, đúng không? Còn bây giờ mấy vị bước vô cái quán, cái bà chủ quán nói chào chị, ăn gì lựa đi, bưng cái dĩa cơm lại nè ăn đi. Vì ăn nó sao lợi cái quán này, sao thấy cái tình hình cái từ trường sao nặng nề, đúng không? Cái từ trường nặng nề quá, nghĩ lỡ không? Mình buôn bán mà, buôn bán cái gì cũng vậy chứ. Khách hàng ta đến chào anh chào chị, bữa nay gặp nha, mấy ngày đâu không gặp, mấy ngày đâu, trời ơi không ủng hộ nha. Lúc này thấy hình như ăn đi ăn ở đâu rồi đó nha, phải thương đến ủng hộ em nè, là ở đây ủng hộ nghe đây, mãi vô. Bữa nay món mới nè, món mới này nghe. Trời ơi, rồi mình thấy cái người khách hàng người ta lợn đang uống, mình biết cái người này sẽ có nhiều bạn dẫn đến nhiều người ăn uống nè, thì cái người này lỡ ăn thì mình phải đem chính bản thân mình là chủ bưng dĩa đồ ăn đến. Rồi xong đây phiên mãi tìm chén canh nghe, đúng không? Thì lấy một người này để cho họ dẫn nhiều người đến để mình buôn bán thì mới thịnh, đúng không? Đó. Nên mình biết được là tầng cấp nào mình nên phát ra tay để nó phù hợp, để nó thành đạt, thành công. Nó cái người nó phải nhìn ra vậy đó quý vị. Hay lắm, đúng không? Quý vị coi Những Đức ở trong chùa không à, mà sao chùa mình đông dữ vậy? Thấy Những Đức có đi đâu không?
không đi đâu hết trơn. Nói bà nói em phê. Thấy chưa? Là vì sao? Là vì ngay cái chỗ nhận Đức biết cái người này là duyên này nè, người này duyên này, duyên này nè. Đức nhìn mặt nhận Đức biết cái duyên người này là gì đó. À, nhìn xuống biết cái duyên người đó duyên duyên vậy thì Đức kêu gặp cái lợi chùa tu kia, kêu lại cô có duyên đó đó. Cố gắng cô dẫn ta đi tu nghe không? Cái công đức đi tu, dẫn người ta đi tu lớn dữ lắm, không đơn giản đâu. Đó. Họ ra tay họ dẫn người đi tu. Nên mình ở nơi mà mình nhờ những cánh tay để mà kết hợp với mình để thành công cái việc độ sanh với quý vị. Đúng không? Này quan trọng. Rất là quan trọng luôn. Đó nên trong cái cuộc đời này mình học Phật Pháp. Phật Pháp đâu phải là cái chuyện mà chúng ta học Phật là chỉ biết cái chuyện mà về thế giới của Phật rồi chỉ giải thoát thôi, còn cái cõi đời chúng ta không giải quyết được. Vì thì Phật Pháp nó đâu có lợi ích gì cho nhân sinh. Phật Pháp là nó lợi ích cho nhân sinh là ngay chỗ nào? Là do ngay chúng ta vừa có tâm giải thoát mà chúng ta lại giải quyết được những cái vấn đề trong cái cuộc đời thì mới học Phật chứ. Đúng không? Vì mình chưa có gì cực lạc liền mà mình còn ở cõi đời phải lo cái chuyện cơm áo gạo tiền. Nên Phật Pháp cũng dạy mình có được cơm áo gạo tiền, rồi có cái khả năng tu hành, rồi để khi cuối cuộc đời mình có phương hướng giải thoát. Đúng không? Pháp môn tịnh độ này hiện đời tu hiện đời vui, hiện đời tu hiện đời giải thoát, hiện đời tu thì sống cũng tốt đẹp, không khổ đau. Hay chưa? Chưa về cực lạc mà mình đã cảm giác của cực lạc rồi. Nó vậy nên bởi vì người ta từng nào người ta cũng về đây người ta ngồi chứ đau chân chứ bộ. Tiếng mấy hai tiếng đau chân chứ bộ sao mà từng nào người ta cũng ngồi. Người ta phải cảm giác một cái nguồn năng lượng gì đó. Đúng không? Nó phải cảm giác một cái nguồn năng lượng gì đó. Vì nhớ nghe, những gì những Đức chia sẻ đó mà quý vị mà về quý vị mà hành trì ấy, thì cái nhà Đức chia sẻ cùng với quý vị nó đặc sắc lắm. Cái điều nhà Đức chia sẻ là nó hành trì. Như hồi sáng nhà Đức gặp một cái chú này, ông đến gặp nhà Đức nói một câu gì nè: thầy ơi, hồi cấp trước con đem những bài chia sẻ Phật Pháp của thầy ấy, thầy con chia sẻ cho người ta chửi thầy quá trời luôn. Con thấy vậy con kiên nhẫn, con nghe thầy nói kiên nhẫn đi, con cứ chia sẻ hoài. Tại vì nó nghe có mấy câu đầu của thầy, nó thấy thầy nói chuyện cái mặt thấy ghét, nó chửi thầy sụp. Cuối cùng con cứ lấy con chia sẻ hoài, con chia sẻ viết, nó tức, nó coi hết bài. Cuối cùng nó ghiền luôn rồi thầy. Thấy chưa? Đó. Đó sao? Mình nói không hay, mình nhờ mình nói dai. Dai viết chịu không nổi vậy. Viết đầu hàng, đầu hàng. Nó dai quá, nó dữ quá. Nó giống như những Đức nói mấy công đoạn mà ngắn mà chừng 7 phút, 10 phút về tuổi trẻ thủ dâm quý vị. Nó nhiều đứa nó coi vô sám hối mà nhiều đứa nó cũng chửi như Đức sùm luôn. Nó thủ dâm có gì đâu mà có tội. Nghe không? Tiếp tục buổi sau thì Đức nói nữa. Mà mỗi lần mà nói vậy một ngày mấy trăm ngàn người coi. Thì vì biết như Đức nói, kệ mày, mày chửi kệ mày, sau này mày có cơ hội, mày có tương lai à con. Mày cứ chửi đi, tức cái vô chửi hoài. Thì vị coi, một thằng chửi còn một thằng gì nó, thằng chửi chết mồ luôn á. Chứ đừng nói chuyện dẫn chơi. Một thằng gì nó còn một thằng thì nó chửi ngược lại mình, thì nó tiêu chứ sao. Thì bản thân mình cứ nói hoài. Một ngày nào mà nó kiệt quệ, nó nói công nhận thầy nói đúng thiệt. Đúng không quý vị? Cho nó cơ hội nó đi. Chứ không lẽ bây giờ nó kích thích mình cái mình bỏ cuộc sao? Không có cửa đó đâu em. Có cửa đó đâu. Có gì đâu. Nhân Đức chỉ cần bạn bộ đồ vô, Nhân Đức ngồi cái ghế là Nhân Đức là nói chuyện được rồi. Nên Nhân Đức nói chuyện khỏe ra, muốn nói là tự nhiên mà bạn bộ đồ vô à. Này điện thoại quay trực tiếp nói chuyện liền, ngồi góc nào cũng nói được hết trơn. Góc cây, góc cột, đi vòng vòng bông giấy, ngồi ngay phần mộ, chỗ nào cũng nói được hết trơn. Thì coi, nó chịu đâu có nổi. Sao
Xong nó nghe nó tức quý vị chịu không nổi, mà nó vô nó nghe. Nó tức mà nó phải vô nó nghe quý vị ơi. Nó ngộ vậy đó. Để chích ngay mấy ảnh mà. Nó cứ là đưa cái buổi nào mà nói cái chuyện mà có thủ dâm vô là trời ơi mấy trăm ngàn người đó quý vị. Một ngày á, để biết tuổi trẻ bây giờ nó hư cỡ nào chưa. Nên bữa nào nhà Đức cũng sen vô chứ. Như bữa nay vừa nghe cái nguồn tin. Bởi vì cái việc mà nói mà cái nơi mà giống như thờ cúng rồi quý vị. Cái nơi mà đền thờ đừng có đụng làm bậy làm bạ quý vị. Các nhà gần nơi đó đừng có phá bậy bạ đồ. Hoặc là nơi mà gần miếu thờ mà cây to đừng có chặt bậy bạ nghe quý vị. Không có gì đơn giản đâu nghe. Phước mà mỏng là có chuyện đó. Có ông thầy, ông kể như Đức nghe. Ông thầy này ông xây chùa. Mà chùa gần cái miếu. Mà cái miếu thờ ngày xưa ấy vị. Thờ các vị vua chúa ngày xưa. Tự nhiên ủi cái nền đó quý vị. Cuối cùng ông nổi cái mục ngay chăng cái đít. Nói bằng từ Việt Nam cho nghe cho nó vui vui ấp phê chút phải không? Tại vì biết rằng nó nổi cái mục xong nó làm độc. Một cái mục nhỏ mà làm độc. Mổ nguyên. Mổ nguyên cái đó luôn. Thì ghê không? Thì kinh cho quý vị. Bởi vì cái chuyện á nghe. Mà đền thờ đồ này kia. Phải là thờ cúng người ta làm sao. Rồi cái nơi đó quá cần xây dựng. Thì mình phải hứa với người ta là mình phải cắt lại cái miếu cái chỗ đó khác cho người ta. Rồi mình phải làm mấy cái tượng. Thờ người ta lại đàng hoàng, phải giao kèo với người ta nghe chưa. Phải làm đẹp hơn cái chỗ đó nữa. Chuyển người ta đi. Vậy thì được đó quý vị. Thấy không? Chứ làm sao? Nó... Nên từ nơi đó chứ không phải là mình nói mình lợi mình ủi đâu nghe. Còn nhà mình mà muốn cắt nhà mà gặp cây to đồ cây nhiều năm đó, cẩn thận. Có những người người ta chặt cái cây đó xong người ta chết á. Chứ không giỡn đâu quý vị à. Tại vì trong cái cây đó quá nhiều chúng sinh ở đó. Mà những loài chúng sinh mà cả ngàn năm ở đó, đụng nó đi. Đụng nó đi là có chuyện đó. Phước vị kém hơn ta, xử bị luôn. Hoặc bị lên bờ xuống ruộng sống nổi. Giống như câu chuyện như Đức từng kể không? Cái ông này định làm cái phần mộ mà đào ngay cái hang rắn, 900 mấy chục con rắn. Tối đêm đó rắn chúa về báo mộng. Mặt người thân rắn đến nói rằng ông để cho dòng họ tôi 3 ngày sau sẽ về nhà. Ông này làm quan đâu tin đâu. Ông kêu đào đi, lấy lửa đốt. Đốt một phát chết hết trơn 900 mấy chục con rắn. Riêng con rắn chúa nó tu thành người rồi. Thì vị biết rằng bữa sau lỡ nó báo mộng nói: tôi đã nói với ông rồi, để cho 3 ngày sau, để cho dòng họ tôi dọn nhà. Vậy mà ông vẫn cố tình giết. Rồi ông sẽ thấy tôi báo thù. Quý vị biết rằng gia đình của ông sanh ra một đứa con trai tái sinh lại. Thằng con trai này miệng mồm nó dữ dằn, nó đụng tới nhà vua. Cuối cùng nhà vua ban xuống một cái lệnh truyền là chu di hết, giết dòng tộc luôn. Giết luôn đệ tử luôn. Có nghĩa là giết hết, gọi là mấy đời vậy đó, mà thêm một đời nữa là đệ tử, giết luôn. Giết sạch, tổng cộng hơn 900 người. Sự báo thù ghê chưa? Nó chuyện đơn giản hả quý vị? Nó, nên mình mà đào đất đồ này kia, ủi đất đồ đó, cái người làm nghề ủi đất nguy hiểm lắm. Họ đâu biết đạo, họ ủi thí hồi đại quý vị. Nhất là ủi mộ phần đồ nghe, không có giỡn đâu. Gặp mà mấy cái mộ mà nhiều năm á, có khi mà đó là quỷ á, ở nơi đó đó, giữ xác, đụng vô thử coi rồi biết.
nó hoặc là mình ủi ngay hang ổ hồ ly tinh tu nhiều năm, đụng nó đi rồi biết. Và tự tin không, ngày giảng nghe nói tiểu tiện mà còn không dám tiểu tiện tầm bậy. Mình vô đắc quan rừng núi, khi quá mắc tiểu rồi mình chắp tay mình xin: tôi đi đến đây quá mắc tiểu rồi, mắc đi cầu, tôi xin ở nơi này cho tôi được tiểu tiện ở đây, đi cầu ở đây một cái, vì tôi đi lỡ đường. Hãy xin người ta, đó là cái lễ. Đặt cái mông đi đại đi càng tiểu ngay cái hang hồ ly hay gì một cái là nó tìm theo mình luôn, nó xử lý mình đó. Tại vì chúng sanh trong lục đạo họ còn săn hẳn mà, tiểu lên đầu lên cổ người ta ta tức, nghe chưa? Nó giống như bây giờ tuổi trẻ nó ưa đi cắm trại đi chơi. Có một cặp nó đi cắm trại trên núi, vậy ăn nằm sao trên núi. Cuối cùng hương linh về nhập vô quyết định là giết con nhỏ này. Rồi con nhỏ đó bệnh đau chết luôn. Ghê chưa? Chuyện đơn giản đó quý vị. Nên mỗi một con người mình nghe Phật pháp quý vị nhớ nghe, cái cõi này là phàm thánh đồng cư độ. Nên mỗi một cái chỗ nó ưa có những cái cảnh giới mà mình không có biết đâu. Nên bản thân chúng ta phải cẩn thận. Rồi mình đi chùa mình nghe gì nhớ nè, dạy con cháu mình đi vô trong chùa, nhất là cái nơi thờ linh, đừng có đi ngang gặp em bé hay gì, nó tò công nhận em bé đẹp ghê mà chết sớm uổng. Hoặc là em gái tò mới 16, 17 tuổi mà chết uổng với em. Hoặc là anh còn trẻ mà đẹp trai quá mà sao chết uổng với anh. Đừng có nói mấy câu đó, nói mấy cái câu đó người ta sẽ theo mình luôn á. Mình yếu yếu là mình phiền phức luôn quý vị à, hiểu không? Nên á, mình nghe như vậy rồi để mình biết. Hoặc là mình đi vô trong núi rừng rồi mình đừng có nói tầm bậy tầm bạ. Mình nói rắn rít xuất hiện. Mình nói tầm bậy tầm bạ là xuất hiện liền. Giống như trong núi cấm giống á. Ngày đi đi ngang một cái hang gì đó, mà vô đó có nhiều người nói tầm bậy thì cái hang nó khép lại vậy nè. À, nó khép lại, tự nhiên cái người này đi ngang mà không lọt. Phải nhờ người ta lợi, người ta gian giấy này kia rồi tự nhiên cái đi ra được. Nó nhiều người mà người ta biết mà sao không biết. Nên cái việc á, mình á, trong cái lục đạo luân hồi này, tốt nhất là mình niệm Phật. Mình không biết cái nghiệp duyên chừng nào đến với mình đâu. Nói tầm bậy tầm bạ, đụng với những cảnh giới này kia. Nội mà con người chúng ta còn sống, lỡ chúng ta nói gì đụng tới con người nó đã phiền phức. Không chỉ đụng với cảnh giới quỷ thần, hiểu không? Đó. Hiểu được những nguyên lý này rồi, quý vị nhớ, chúng ta tu tập dùng cái miệng niệm Phật là hay nhất. Nên người mà đi nhiều, đi chỗ này đi chỗ kia đi chỗ nọ nhiều, mình cũng hiểu biết được một chút những số một số việc. Nhưng mà đặc biệt nhất ở nhà niệm Phật là hay nhất quý vị. Nên quý vị gặp những người ta bệnh đau như mình ngồi trong đây này, cũng có những người bệnh đau. Bây giờ ung thư là tràn lan, ung thư là nhiều, nhiều loại bệnh lắm quý vị ơi. Bây giờ bệnh đau nhiều lắm, nghe cái đề này là nó bấm vô coi có cách nào giúp những người bệnh đau bế tắc hay không. Nghe cái để bấm vô coi thử cái gì, nghe không? Cái đề học nhân sinh mà chúng ta ngồi ở đây rồi quý vị coi, sớm muộn gì chúng ta cũng bệnh, quý vị chờ xem, sớm muộn gì cũng bệnh. Đó. Nên mình nghe những cái điều này để mình chuẩn bị trước đi. Đi về chùa ít bao giờ, nhiều chùa người ta không nói chết đâu quý vị ơi. Cái chữ chết người ta không có nói, mà họ sợ chết ghê lắm. Trời ơi, thật sự mà nói chết ai mà không sợ, nhưng mà giết rồi cũng hết sợ luôn. Tại vì sao? Vì đến lúc chết thì nó chết sợ gì vậy, đúng không? Thôi chúng ta quyết chí về cực lạc các vị ơi. Thôi giảng đến đây thôi, nghỉ. Chúc quý vị an lạc nha. Mong những người bệnh đau ai cũng nghe được Phật pháp nha, vui vẻ rồi cởi mở tâm tư rồi niệm Phật để hóa giải cái nghiệp bệnh đau nha. Ai về đạo Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.